Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hội chúng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu. Chúng ta lại có duyên tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lễ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát nương thần lực của Phật quan sát khắp mười phương mà nói kể rằng: Bồ Tát tu hành những công đức vi diệu rộng lớn rất sâu xa, nhận đến một niệm mà tu hành đều hay hồi hướng vô biên lượng. Bao nhiêu sở hữu của Bồ Tát, nhiều thứ dẫy đầy vô lượng ức, hương tượng bủ mã để thắng xe, y phục châu báu đều đẹp lạ, hoặc đem đầu mắt và tay chân, hoặc thêm thân thịt cùng xương tủy, điều khắp mười phương vô lượng cõi, khắp bố thí cho cả mọi loài. Tu tập trong vô lượng ức kiếp, tất cả công đức đều hồi hướng, vì muốn cứu độ các quần sanh, Bồ Tát rốt ráo không thối chuyển. Bồ Tát vì độ các chúng sanh, thường tu hồi hướng hạnh tối thắng, khiến khắp ba cõi được an vui, đều khiến kẻ thành vô thượng quả. Bồ Tát khắp phát nguyện bình đẳng, tùy chỗ chứa nhóm nghiệp thanh tịnh, đều đem hồi hướng thí chúng sanh, thệ nguyện rộng lớn trọn không bỏ. Nguyện lực Bồ Tát vô hạn ngại, nhiếp thọ cả các thế gian, hồi hướng như vậy khắp quần sanh, chưa hề tạm sanh lòng phân biệt. Nguyện cho chúng sanh trí sáng suốt, bố thí trì giới đều thanh tịnh, tinh tấn tu hành chẳng bỏ trễ, nguyện lớn như vậy không thôi dứt. Đây tới phần ngày Bồ Tát Kim Cang Tràng tóm lại cái đoạn trước mà chúng ta đã học. Thì ngài cũng lặp lại một số những ý trước mà chúng ta học thôi, chứ chẳng có cái lý gì sâu xa, thì chúng ta cũng lướt nhẹ qua. Đây là tất cả các Bồ Tát đều có những công đức tu hành rất là sâu xa, vi diệu. Dẫn đến một niệm tu hành của Bồ Tát thôi, dù có một chút cái công đức, phước đức rất là nhỏ, các vị cũng đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh và hồi hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thấy cái việc hồi hướng nó có hai điều: một là hồi hướng đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, hai là hồi hướng đến tất cả chúng sanh muôn loài. Thì đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát. Dù một niệm nhỏ, mình khởi một ý thiện, mình làm một việc thiện, hay là mình nói một lời thiện gì đó, thì Bồ Tát cũng đem hồi hướng về hai cái điều này. Và cái gì có của Bồ Tát, đây gọi là bao nhiêu sở hữu Bồ Tát, Bồ Tát có cái gì? Điều và thực sự cái có của Bồ Tát thì thế gian cũng không có lường được đâu. Tức là hương, hoa hương, rồi tượng tức là voi báo, rồi bủ tức là những quả cái đồ quý báo, rồi mã tức là ngựa báo, rồi xe báo. Hồi xưa thì nói tới cái chuyện tượng báo, xe báo ha, không có cái vụ xe giống như bây giờ. Thì như vậy là tất cả những cái gì mà quý báo ở tam giới này Bồ Tát đều có.
Cho nên thấy thì bình thường, không có gì. Thật sự là Bồ Tát không có tích chứa tất cả những cái của báo như thế này. Nhưng mà cái phước của một cái vị Bồ Tát á, thì gần như không có cái gì mà các cái người cõi trời có mà Bồ Tát không có. Tuy nhiên là Bồ Tát ví dụ như đi xuống nhân gian như mình, xuống cái cõi này như mình làm một cái phàm phu, nhiều khi cũng bị mấy cái người có thế lực, có quyền chức một chút cũng hà hiếp, thể hiện quyền lực cũng hà hiếp. Nhưng mà thật sự cái phước Bồ Tát á hả, gấp cả tỷ lần nữa. Nhưng mà các vị làm gì? Không phải là không chống đối đâu, mà còn lại gì nữa? Còn phải sám hối giùm nó. Chứ không sám hối cái tội ngu ngu nó mà ăn hiếp Bồ Tát là coi chừng nó không còn đất để nó đứng. Cho nên Bồ Tát ngoài cái chuyện mà người ta hà hiếp mình, ta hơn thua mình thế này thế kia, Bồ Tát không bao giờ có nửa ý niệm chống đối hơn thua. Mà nếu mà mình, các vị Bồ Tát mà thấy nó, xem như nó đã xúc phạm, thì các vị cũng phải xin lỗi giùm nó. Chứ nếu không là rất là kẹt, không phải đơn giản. Thành ra cái lòng từ các Bồ Tát rất là lạ, tức là cho nó gieo duyên với mình thuận nghịch gì đó không cần biết. Nhưng mà sâu nơi tâm của Bồ Tát thì luôn luôn nghĩ tới cái chuyện lợi ích. Cho nên là nó đến với mình bằng cái thuận thì cái chuyện nó dễ dàng quá rồi. Nhưng mà đến mình theo cái chiều nghịch, nó hơn thua, nó chống đối, nó hãm hại, do nó vì quyền gì lợi gì cái gì đó, thì Bồ Tát cũng phải đủ cái lòng từ để thương yêu. Và sau đó rồi làm cái việc lợi ích cho ảnh là phải sám hối rồi phải xin lỗi. Chứ thôi là nhất là ở lại gì, tổn tất cả những cái phước bình sinh khi một niệm mà hơn thua với một cái vị thánh không phải đơn giản. Nên Bồ Tát thì cái gì cũng có ha. Xe ngựa của báo tất cả mọi cái đều có, muốn xài lúc nào thì xài, chứ không phải là nói Bồ Tát thiếu thốn. Đã là Bồ Tát thì cái phước đã vượt hơn tam giới này rồi. Thật ra những cái của báo trong tam giới này, khi mà Bồ Tát cần phải xài cái gì, cần phải xài lúc nào thì Bồ Tát liền có, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà có đôi lúc là Bồ Tát cũng phải thể hiện một cái cuộc sống gì đó nó phù hợp với từng loài, từng cấp, thì Bồ Tát có hiện thân trong cái cõi đó sinh hoạt một cách vừa đủ để có thể giúp ích chúng sanh thôi, chứ không phải là Bồ Tát thiếu thốn. Rồi có cái gì Bồ Tát cũng đem bố thí cho tất cả chúng sanh. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy là trong cái hạnh của Bồ Tát thì ngoài cái việc bố thí ngoại tài, tức là những của cải bên ngoài ra, thì bố thí nội tài là cả thân, đầu mắt, tủy não, da thịt, gân xương, rồi hoành các mô, rồi vân vân. Rồi còn bố thí tất cả những cái khả năng ở trong nội tâm. Trong nội tâm Bồ Tát là chuyện lớn nhất là gì? Là lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. Cái thứ hai là trí tuệ giác ngộ của các vị Bồ Tát. Thì như vậy là tất cả các vị Bồ Tát đi trong các loài, các cõi là bằng cái trí giác ngộ và bằng lòng từ để mà tới. Do vậy mà có bao nhiêu thì giác ngộ cũng, cái đó mới xem là cái tài sản chính của một Bồ Tát. Đó, đi khắp tất cả tam giới để bố thí cho tất cả chúng sanh muôn loài. Và trải qua vô lượng, vô số kiếp cũng đều muốn cứu độ chúng sanh thôi, chứ còn không có cái chuyện khác. Nhưng mà lòng không bao giờ thối chuyển. Tại vì khi mình đi tới tất cả các loài, các cõi mà càng thấp chừng nào á, thì phải nói là càng khó giáo hóa chừng đó. Cái cõi của chúng ta thấy vậy chứ không phải là thấp, cõi chúng ta là tương đối cao rồi. So với các một số loài, cũng không nói một số đâu mà hằng hà, sa số các loài, các cõi khác thấp hơn mình. Nhưng mà chúng ta nhìn chung chung ở trong cái gì, trong cái dải, trong cái hệ mặt trời của mình đi. Thì cái quả địa cầu nào mà nó gần ánh sáng á, thì chúng sanh trong cái cõi đó nó lại là trí tuệ hơn. Như mình thấy rõ ràng là sao Kim, sao Hỏa gần mặt trời thì chúng dân ở đó tiến bộ hơn. Nhưng mà nếu mình nói về so sánh, nó cũng không phải là mình nhìn ở cái góc độ của mình trong cái thời điểm này thôi. Chứ còn khi mà đã hình thành một cái hành tinh như mình ở đây thì đã trải qua hàng tỷ tỷ năm rồi. Như là mỗi một cái giai đoạn phát triển của một cái loại chúng sanh trong cái cõi mình, ở cõi này xem như là chúng sanh loài người của mình đi, thì một cái chu kỳ, một chu kỳ phát triển của một cái loài chúng sanh sống
Có khi nó sẽ xảy ra khoảng trong vòng khoảng 10 năm, 20 năm là nó sẽ tàn rụi. Cho nên nó phát triển tới mức độ cực thịnh của nó thì nó xảy ra một cái trận để nó thay đổi cái lớp khác. Và cứ như vậy mà thay đổi, cứ như vậy mà thay đổi. Cho nên nó, trong giai đoạn này ở thế giới loài người của chúng ta, nếu mà đang mình so sánh ngược lại với mấy người ở sao Kim thì mình có thể mình đi sau họ gần cả năm 700 năm, cả ngàn năm về khoa học. Và đa phần những cái khoa học mà chúng ta có ở đây á, thì cũng lần quần trong cái hệ mặt trời này thôi. Cho nên là có những cái nhà phát minh khoa học mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ những cái nhà phát minh khoa học mà nổi tiếng của loài người của mình, ví dụ như ngày Nikola Tesla đi, rồi có những cái mà ổng đã phát hiện ra cách đây cả hơn 100 năm rồi, ví dụ như điện soi chiều này là của Nikola Tesla. Và điện thoại không dây, tức là điện thoại di động của mình, ông đã nói cách đây cũng cả trăm năm về trước rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì ảnh từ thế giới khác rồi, từ sau khi tới loài người của mình. Và một số những phát kiến khoa học khác thì cái giai đoạn văn minh á, giai đoạn văn minh trước thì loài người chúng ta đã tới cái mức độ cực đỉnh. Bây giờ còn tồn tại một cái số cái nền văn minh như cái kim tự tháp và một cái số nền văn minh khác xây dựng á, thì trải qua hàng chục ngàn năm về trước rồi. Cho tới bây giờ khoa học phát triển ở tầm này, đem tập trung tất cả những trí tuệ của khoa học, họ vẫn chưa có giải thích được cái cách xây dựng kim tự tháp. Có những viên đá hàng mấy chục tấn và mà họ sắp cho tới giờ phút này là hàng chục ngàn năm rồi, vậy mà không có một kẻ hở để có thể làm lọt một cọng tóc vô. Mà ở khoảng giữa đó là không có chất kết dính, giống như là như mình xây ở đây là phải có xi măng có chất dính, nhưng mà cái kim tự tháp không có chất kết dính đó. Và cái viên đá thì cái thời của mình á, là mình phải dùng cần cẩu, mình phải dùng thậm chí là những cái máy bay lớn mới có thể công một cục đá mấy chục tấn lên để sắp lên thành cái kim tự tháp. Nhưng mà người xưa họ làm cái gì cho tới giờ phút này khoa học vẫn không giải thích được, chưa có tìm ra được cái cách mà người xưa xây dựng như thế nào. Ông này lại đoán đoán mấy chục năm vừa qua, các nhà khoa học cũng không có cách nào mà giải thích được những cái chuyện như vậy. Mà chưa thôi nữa rồi, các nhà thiên văn thì thấy rằng là ba cái kim tự tháp đó là tính nó chiếu theo cái đường thẳng, rồi nó câu thông với lại mấy cái ngôi sao, mấy cái hành tinh khác, rồi vân vân, mỗi người giải thích kiểu. Thực chất chưa ai có thể có khả năng thấy hết được cái kim tự tháp ở thế giới. Thì như vậy là ngoài cái Hy Lạp ra rồi Nam Mỹ, Bắc Mỹ bây giờ họ cũng tìm rất là nhiều, họ cũng thấy rất là nhiều cái kim tự tháp đó. Cho nên tới giờ phút này thì cái nền văn minh trước của loài người á, thì mình không có đủ tầm để có thể hiểu. Thành ra nếu mà nói về cái việc mà văn minh phát triển thì tùy cái thời, tùy giai đoạn của chủng loại đó. Cho nên là các vị Bồ Tát dù là phát triển văn minh ở cái tầng nào thì trí tuệ các vị cũng thấy rõ ràng là có giỏi cỡ nào đi nữa, anh có thể đi từ cái hành tinh này tới hành tinh khác. Nhưng mà bằng phương tiện cơ khí, khoa học, kỹ thuật thì vẫn là cái gì đó rất là thấp so với cái trí tuệ giác ngộ các vị Bồ Tát. Và cái thứ hai cái gì là họ rất là mê mờ, họ không đủ sức để có thể mà vượt thoát cái sinh tử luân hồi. Cho nên là các vị Bồ Tát vẫn luôn luôn di chuyển trong từ cõi này qua tới cõi kia, cõi nọ để có thể chỉ dạy, hướng dẫn người ta quay về với con đường giác ngộ giải thoát. Đó là cái mà các Bồ Tát không bao giờ thối chuyển trong cái việc làm của mình. Và luôn luôn hồi hướng và tu tất cả những cái hạnh thù thắng nhất để khiến cho ba cõi được vui. Đây mới là cái điều hay nè. Nhiều khi mình ở đây thôi, ở trong chúng, trong chùa thôi, nhiều khi cái tâm nhỏ hẹp của mình á, mình muốn có cái gì đó cho nó lợi ích cho riêng bản thân, chứ chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới cái chuyện là mình làm cái này để cho đại chúng vui, đúng không? Nên có mấy người giờ mình gán mình nhập định để cho đại chúng vui, đúng không? Hay là mình ráng mình giác ngộ để cho đại chúng vui, hay là mình ráng mình làm cái gì đó để cho đại chúng vui.
là cái đó chưa có ở nơi mình. Nhưng Bồ Tát thì luôn luôn làm mọi cách để cho tam giới này vui. Không phải tam giới nữa mà thập phương thế giới vui. Không phải thập phương thế giới chúng sanh bình thường mà thập phương chư Phật đều vui. Đó là cái tâm của các vị Bồ Tát. Vậy nhưng mà đây nói đơn giản là làm cho ba cõi này được an vui thôi. Vừa vui mà vừa yên ổn, vừa an lạc. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Mà thực sự không phải vui bình thường, yên ổn, an lạc bình thường đâu. Chúng ta đi sâu vào tâm linh chúng ta mới thấy nè. Ví dụ như cái chùa của mình đi, chưa có nói, chưa không có cần nói chuyện gì xa xôi lắm. Quý thầy quý cô không ngồi thiền, không tụng kinh, rồi sống ganh tị hơn thua, chống đối với nhau chừng khoảng một tuần à. Quý vị sẽ thấy khí của cái chùa này nó tối sầm xuống luôn á, tin không? Tin không? Tin này không? Đây là một sự thật. Và tự dưng cái có một cái đêm đó có người nhập định cái nó phá nát hết cái khí tối đó, chùa sáng rực lên. Đây là sự thật. Nhưng mà không đủ sức mình thấy cái vụ đó đâu. Không có đủ sức, tức là nếu mà chúng ta không có định lực ở sống bao nhiêu đây, nó sẽ bị rối loạn, tin không? Nó sẽ bị là nói tới thiên tai dịch bệnh nó ập tới, nó dập vô đầu mình nữa, chứ đừng có nói chuyện khác. Đây là sự thật. Lý do tại sao? Nếu chúng ta không tu, cái năng lực thanh tịnh, cái yên ổn, an lạc, thanh tịnh của mình không có, mình rối loạn thì mình sẽ kết nối giữa cái tâm xấu. Bây giờ tại sao mà nó tới đây để nó thăm mình? Bây giờ hỏi lại đi. Tại vì cái môi trường sống của mình đã bị, thực sự là tâm của mình đã bị ô nhiễm. Mình sẽ làm tối cái khí đó thì nó tiếp dưới ngang cái trường sống của mình á. Rồi chúng ta mới thấy rằng cái năng lực tu tập của ta là, nếu như chúng ta tu tốt thì ngoài cái việc là chúng ta sẽ làm tốt cái vùng năng lượng của mình đang ở, năng lượng cái vùng của mình đang ở nó sẽ được nâng một cái tầm rất là cao nếu chúng ta đi sâu được vào thiền định. Định lực của mình càng lớn chừng nào thì xua tan cái bóng tối lớn chừng đó. Đây là cái điều mà chúng ta mới thấy. Cho nên nếu như bây giờ đó rối loạn, mỗi cái chỗ nào rất là rối loạn, chúng ta chỉ cần tới đó ngồi chơi một chút thôi, nếu chúng ta là cái người mà định lực rất là lớn, thì tự động cái tan biến của những cái tà khí nó sẽ bắt đầu tan từ từ và sẽ đem lại ánh sáng. Đó là tự động chỗ đó nó yên. Mà tôi biết là nó có những cái giai đoạn thì nó cũng gì là cộng hưởng nghiệp của người này qua tới người kia, rồi tự nhiên trong chúng rồi người này không thích người kia không ưa người nọ, rồi nghĩ xấu, nghĩ tốt gì đó rung tung hết á, trong đầu không có yên. Và chính cái không yên này rồi cái là nghĩ tới cái chuyện riêng tư ích kỷ gì riêng của mình á, thì nó sẽ làm cho cái vùng mình nó sẽ tâm tối. Và tâm tối thì nó kết nối được với những cái trường xấu ở bên ngoài vào. Đây là một sự thật mà quý vị kinh nghiệm trong thời gian vừa qua có phải vậy không? Không thể nào chối bỏ được điều này đâu. Tại vì là hồi chưa xảy ra mình không nói, nhưng mà xảy ra mình nói thì quý vị tự nghiệm là nó sẽ ra chuyện đó. Và nếu như có một người định lực là trong một đêm là mọi chuyện nó yên hết. Định lực một đêm một thôi. Một đêm một thôi là đủ để có thể xóa tan mọi cái u ám ở trong cái khuôn viên của cái ngôi chùa của mình. Và như vậy là chúng cái tâm cũng yên, rồi cái khí trược nó cũng bắt đầu nó tan biến, rồi mấy cái gì đó nó cũng đi. Không có cần phải uống thuốc gì lắm. Cô biết tới mà ngủ một đêm tới sáng có khi nó cũng hết nữa. Nó không cần uống thuốc, mà đó là sự thật. Nếu mà tâm lực cái vị mà mạnh là tự động nó sẽ có những cái điều này. Đây là sự thật không thể chối bỏ được. Cho nên chúng ta thấy là các vị Bồ Tát thì luôn luôn đem cái gì, cái yên ổn, cái an lạc cho cả tam giới, chứ không phải là một cái vùng các vị ở đâu. Thật ra là nếu mà chúng ta nói là giờ này các vị thánh xuống cái cõi của mình để các vị nâng tầm cái năng lượng sống của cái cõi này lên thì chúng ta không có tin. Chúng ta không có đủ sức để tin điều này. Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều vị ngoài cái việc là đã xuống trực tiếp trong cái cõi của mình để nâng cái năng lượng của cái quả địa cầu này lên, thì là con người bắt đầu hướng thiện nhiều hơn trước. Nói thì nói như vậy, cái ác thì rõ ràng là nó cũng lộ tướng, lộ hình ra rất là nhiều. Nhưng mà hồi xưa ví dụ như là cái người gọi là người bình dân thấy cái người lãnh đạo làm ác đó, nhiều khi họ nghe theo. Như bây giờ là họ ngầm, họ không nghe nữa. Tức là cái gì?
để thấy rằng cái thiện tâm của họ nó bắt đầu nó được cái năng lượng thiện, năng lượng tình thương, năng lượng ánh sáng là không phải các vị Bồ Tát ở đây đâu, mà chư Phật, chư Bồ Tát ở nhiều nơi, nhiều cõi họ cũng rót tới cái quả địa cầu này. Thì tất cả những người trong quả địa cầu này đều tiếp nhận được cái năng lượng đó một cách rất là âm thầm và tự động. Cái việc thiện nó sinh ra, nhiều khi ngủ đêm tới sáng cái mình nghĩ tới cái chuyện là mình thôi mình đem hết tiền đi bố thí đi. Thiện tâm nó nảy nở vậy đó. Hoặc là sáng ngày mình lo mình đi giúp người, mình làm cái chuyện gì đó, tức là cái đêm này là tức là mình đã được hấp thu cái năng lượng lành của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh hiền. Họ đang hướng về cái cõi của mình, họ đang đổ những cái năng lượng lành về cái cõi của mình rất là lớn. Và từ trường hợp là cái nghiệp mình nặng quá, mình bích lấp quá, mình không có nhận ra. Chứ còn nếu cái nghiệp mà chúng ta cạn mỏng là chúng ta sẽ nhận ra được. Và nhận ra được là một giấc ngủ hoặc là một buổi ngồi thiền của mình là mình sẽ thành con người khác. Mình sẽ thay đổi hết cái tâm trí của mình, bắt đầu mình hướng thiện đi vào con đường lành. Thì như vậy là chúng ta đã tiếp được cái năng lượng từ bi và trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh hiền. Và không có Đức Phật nào, không có vị Bồ Tát nào, không có vị thánh nào không tỏa cái năng lượng này để có thể nâng tầm tâm thức của tất cả chúng sanh muôn loài. Cho nên chúng ta sống trong cái thế giới này á, ai nói thì sợ hãi hay gì, nhưng mà tôi nghiệm nghiệm lại nha, đây là một cái chuyện rất là thực tế. Tôi nói những người đang sống ở đây mà cái đầu óc còn bình thường, bình tĩnh để có thể thấy biết được mọi chuyện thì rõ ràng là chúng ta có phước. Có phước mới được sống trong cái thời này. Nếu mà nhìn loạn, nhìn về cái chiều loạn thì nó cực loạn đúng không? Nhưng mà cái gì nó cực loạn là nó cực tỉnh à. Nó có hai chiều rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta không bị cuốn theo cái dòng xoắn mà loạn lạc đó, mà chúng ta được chút bình tĩnh thôi, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời này rất là tuyệt vời. Đây là lúc mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng là nhân quả về mặt bề trái, về đúng, về sai. Nó bắt đầu nó lộ và sắp tới quý vị sẽ thấy nó lộ ghê gớm lắm. Hồi trước mình nói là nhân quả mà vì nó sẽ đến trong đời thì thấy vậy cho nó hiếm lắm. Nhưng mà từ đây sắp tới là quý vị sẽ thấy nó rõ lắm nha. Những cái sai trái bắt đầu nó được lộ diện rồi, nó sẽ trả những cái nhân, những cái quả trong cái sai trái nó rõ, nó không có ẩn giống như hồi xưa nữa. Sắp tới là nó sẽ lộ, sắp tới là sẽ được gọi là cái gì, vén màn bí mật để cho chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái ẩn khuất, những cái ác tiềm ẩn ở nơi thân mình cũng vậy, mình cũng phải phát hiện để mình vượt qua, hiểu không? Lạ lắm, tức là tất cả những người có tu á, thì lần hồi họ hồi xưa thì thấy rất là chậm, biết rất là chậm, như bây giờ không có chậm như hồi xưa nữa. Chúng ta đang sống ở trong cái tầng này á, là chúng ta đang được rất là nhiều năng lượng của ánh sáng đổ xuống đây rồi. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập á, thì tôi bảo đảm quý vị sẽ tiến bộ hơn ngày xưa rất là nhiều. Mình sẽ thấy rõ ràng cái chuyện xấu, chuyện dở của mình, trừ trường hợp mình không tu. Mình tu mình thấy ra nhiều cái sự vướng mắc của mình để mình vượt thoát. Thì ở xã hội bên ngoài bắt đầu tất cả những cái tà ác cũng được lộ diện như vậy để mà gọi là cái gì? Để mà loại trừ ra khỏi cái hành tinh mà đang nâng tầm thiện lên. Và chuyện này quý vị, nếu mà còn chúng ta còn tiếp tục sống như thế này, bình thường như thế này thôi, mình chưa nói là mình gây gớm gì nha. Quý vị chỉ cần sống bình thường như bây giờ, thì lần hồi quý vị sẽ nhìn, sẽ thấy được tất cả những cái bề trái của xã hội, những cái người mà ác vừa cho tới ác hung tợn gì gì đó ha, quý vị sẽ thấy nó lộ ra hết, ngộ lắm. Rất là lạ là tự thiên nhiên sẽ bắt đầu sàng lọc, tự thiên nhiên sẽ bắt đầu sàng lọc. Và thiện ác nó sẽ rất là phân minh để cho người trí sẽ chọn con đường thiện mà đi. À, tôi nói thì theo cái nhìn của tôi trong cái thời điểm này là như vậy. Thấy rõ ràng là trong cái giai đoạn này hồi xưa là những cái người mà gọi là vùng quê của mình cũng ít có tiếp cận được cái văn minh. Bây giờ là họ đã tiếp cận hết rồi, họ cũng hiểu và họ cũng đã phân biệt được ít nhiều về cái thiện cái ác của xã hội loài người mình rồi. Và chắc chắn là họ sẽ chọn con đường thiện. Tại vì rõ ràng nhân nhãn trước mắt sẽ lộ ra tất cả những cái người mà ác, những cái việc ác nó sẽ được phơi bày. Cái hay là chúng ta đang sống trong thời này thì quý vị sẽ lần lần thấy được chuyện này xảy ra. Lần lần chúng ta sẽ thấy một cách rất là dễ dàng, nó không còn phức lấp, không còn giấu kín chúng ta bất kỳ một cái chuyện gì nữa về xã hội, nó cũng từ từ nó lộ ra.
Còn nếu mà chúng ta tu tập thì tất cả những xấu ác chúng ta nó sẽ được phơi bày, là vì cái năng lượng chung nó đã lên, phải nói lên một cái tầng rất là cao rồi. Chúng ta đang sống trong cái giai tầng mà vượt qua 3D tới 4D tới 5D vậy đó. Tức là đang trong giai đoạn của 5D. Thế giới này đang trong giai đoạn của 5D, chứ không phải là cái kiểu mà thế giới 3 chiều như ngày xưa nữa đâu. Cho nên quý vị mà chỉ cần tinh tấn hơn chút, tức là ít lắm là một ngày, một đêm 24 tiếng đồng hồ, quý vị phải ngồi thiền ít lắm cho tôi 2 tiếng, ít lắm cho 2 tiếng dùm đi. Thì quý vị sẽ thấy rằng mọi chuyện của mình nó sẽ chuyển biến mạnh liệt hơn ngày xưa. Tôi dùng từ mạnh liệt chứ không phải là từ từ nữa, không có từ là mạnh hơn nữa, mà tôi nói là mạnh liệt hơn ngày xưa. Nếu được trên 2 tiếng đồng hồ tọa thiền, quý vị sẽ thấy điều này. Con người mình nó thay đổi lạ lắm luôn chứ không có bình thường. Mình làm biến thì gắng chịu thôi á. Bây giờ mình nói tới cái pháp mà đốn ngộ, đốn giáo gì mình đã nói hết rồi, chứ không phải không nói gì. Muốn nói tới cái chuyện mà phải nâng tầm vật chất và tâm linh của mình lên từ cái khoảng này á, trở về sau. Tức là mỗi một cái năm quý vị sẽ thấy một cái sự thay đổi. Mỗi một ngày quý vị sẽ thấy được sự thay đổi, chứ không phải mỗi năm đâu. Nó lạ lắm. Nếu chúng ta có tu thì ngày nào mình cũng thấy là mình ở tầng khác, ngồi đúng, mình hít thở đúng để cái tâm lắng động thôi, là quý vị sẽ thấy mình được nâng tầm. Mình hiểu sâu về tâm linh hơn trước kia rất là nhiều. Mình thấy rõ sự việc hơn trước kia rất là nhiều. Để rồi mình đủ sức để biện biệt đúng sai hơn trước kia rất là nhiều. Để mình thấy rằng mình chọn con đường nào để mà đi nó rõ ràng hơn trước kia rất là nhiều. Thì như vậy là chúng ta đã được nâng tầm. Chưa nói là mình giác ngộ giải thoát, nhưng mình ít ra lần lần mình không còn bị mù mờ, đúng không? Có những cái mình thấy mình vẫn còn chưa có cái quả đoán, chưa có quả quyết, là do mình chưa có thấy rõ vấn đề. Tới một cái lúc nào nó mở toang ra hết để mình thấy rõ ràng trắng đen, là mình sẽ chọn con đường đi rất là vững chãi bằng cái thấy biết công phu của chính mình. Mà thời điểm này là thời điểm mà tôi nói là cực tốt. Cái đoạn mà trước đây 10 năm đó, từ cái khoảng 2012 thì mới là cái điểm khởi đầu thôi, nó mới bắt đầu có. Nhưng mà trong khoảng 10 năm vừa qua, càng lúc năng lượng quả địa cầu càng được nâng tầm. Nếu mà có một cái ai mà thống kê á, thống kê về cái hướng thiện của nhân loại á ha, thì gần như tăng cấp số nhân kể từ năm, ví dụ năm 2012 là khoảng 500 triệu người đi, thì là 2013 là khoảng 600 triệu, đúng không? 2014 là khoảng 800 triệu, 2015 là khoảng 1 tỷ, ví dụ vậy. Nó sẽ tăng rất là lạ, tại vì chưa có một cái sự thống kê chính thức, chưa có sự thống kê chính thức. Đương nhiên nó bề mặt nó lớn thì bề trái nó rộng, và những cái người mà ác thì nó cũng ác kinh khủng. kinh khủng để bắt đầu là lực lượng nào lớn hơn nó sẽ được trụ vững hơn thôi. Nhưng mà chắc chắn là cái lực lượng ác không thể lớn hơn rồi. Mặc dù là chúng ta thấy hiện tại là có vẻ lớn hơn, nhưng mà không có đâu. Về nội lực của tất cả những người đi vào con đường thiện á, thì họ đi sâu vào con đường nội lực hơn. Đến lúc mà nội lực của họ được đạt một cái đỉnh điểm nào đó, rồi đạt được một sự cộng hưởng của cái thiện ở khắp hành tinh này, và cộng hưởng cái năng lực của các vị giác ngộ nữa, thì chúng ta sẽ thấy là sẽ làm sạch hành tinh này, sẽ nâng tầm hành tinh này trong một thời gian rất là ngắn. Tôi hiểu vậy đó, cái nhìn của tôi bây giờ nó như vậy. Không biết là nó đúng với ai, nhưng mà mình hiểu cái tình huống xã hội. Và lâu nay tôi nghiệm lại, tôi nhìn những cái lúc mà mình thật sự lắng động, mình cũng nhìn lại gọi là về cái khí của cái quả địa cầu của mình, về cái năng lượng quả địa cầu của mình, về cái tâm thức của con người á, thì rõ ràng là gần như được tất cả mọi nơi mọi chốn đều được nâng tầm. Lạ lắm, những cái chỗ mà hồi xưa họ không biết làm thiện, không biết thương yêu gì đâu, nhưng bây giờ là bắt đầu họ nghĩ tới cái chuyện thiện hơn, họ nghĩ chuyện giúp đỡ, họ nghĩ chuyện lợi ích hơn. Và ai được như vậy biết rằng thiện tâm chúng ta bắt đầu nảy nở và chúng ta bắt đầu tiến hóa, và được kết nối với những cái năng lượng, những cái từ trường, những cái lòng từ của chư Phật, chư Bồ Tát nữa, thì chúng ta sẽ tiến hóa nhanh lắm. Ở đây nói không phải là
đây là cái chuyện mà cái gì gọi là không thể chứng minh bằng khoa học được. Chứng minh khoa học được mình nói kiến giải của mình thôi. Ai mà nghe cảm giác mà đúng thì chúng ta bắt đầu tự chọn con đường của mình. Và ví dụ nha, trước kia mình muốn đi con đường này nhưng mình vẫn còn mù mờ, vẫn còn mờ mịt, mình không có quả quyết, mình không có quả đoán, mình không có chắc chắn. Nhưng bây giờ tự nhiên cái chuyện mà hướng thiện của mình nó trở thành quả quyết, nó trở thành chắc chắn, nó trở thành quyết liệt nơi tâm của mình. Và tự nhiên mình cảm thấy vui, cảm thấy thích đi vào con đường thiện. Và nó là một định hướng cho cuộc đời của mình hay gì đó. Thì biết rằng là chúng ta đã bắt đầu gì? Tiếp nhận được năng lượng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát rồi đó. Và chúng ta quyết lòng, quyết chí, chứ không có còn lừng khừng giống như hồi xưa nữa. Thì như vậy là chúng ta đã tiếp nhận được rồi. Và điều này rõ ràng là chư Phật, chư Bồ Tát muốn mà. Cho nên Bồ Tát luôn luôn đem lại cái sự an vui, an lạc cho tam giới. Và nếu như mà chúng ta là những chúng sanh trong tam giới này mà tiếp nhận được thì chúng ta kết nối được. Và kết nối được thì chúng ta sẽ tiến bộ rất là nhanh. À, theo cái kiến giải của chúng tôi là như vậy. Cho nên chúng ta thấy là xã hội thì về mặt kinh tế thì họ rất là bi quan. Rồi về mặt sức khỏe họ cũng bi quan. Và rõ ràng là rất là nhiều người đang hoang mang, sợ hãi. Và họ bi quan thì nhiều hơn là lạc quan. Nếu mà tại vì con đường vật chất đang văn minh thì tiến hóa, và vật chất cũng đang trong cái đà để mà cái gì? Để thay đổi. Cho nên là nếu mà văn minh tiến bộ chừng nào thì vật chất như sao? Vật chất nó sẽ như sao? Sẽ đi ngược lại chừng đó. Chúng ta phải thấy điều này. Đó, vì đạo đức con người mà tiến hóa thì là vật chất nó sẽ đi chiều ngược lại. Nhưng mà vật chất theo hiệu tiến quá thì đạo đức con người sẽ đi ngược lại. Hai cái này là nó gần như là hai đối cực. Nhưng mà gần như á, là nếu mà xã hội mà không có hai cái mặt này thì nó cũng không thành xã hội đâu. Cho nên sau này nó cũng tồn tại một cái dạng vật chất và một cái dạng đạo đức, nó sẽ được nâng tầm vật chất lên một cái tầng của tâm linh. Chứ không phải vật chất theo cái kiểu mà vật chất nặng trọc từ trước giờ nữa. Nên họ nghĩ tới cái chuyện là họ sẽ làm tiền nhưng mà nó sẽ rất là đúng với cái đạo đức và sự phát triển văn minh của dân loại, chứ họ không làm tiền theo cái kiểu dơ đục giống như hồi trước nữa giờ. Thì họ đã bắt đầu thay đổi, nhưng mà họ là ai thì cái chuyện này mình từ từ mình sẽ thấy. Rất là nhiều những cái người mà trước đây họ phải nghĩ là họ lương lẹo, rồi họ lường gạt, họ ức hiếp người khác để họ có tiền. Thì bây giờ họ sẽ thấy rằng cái chuyện này là không đúng nữa, họ muốn thay đổi. Thì lúc đó là sẽ đồng thay đổi nhiều nhiều, rất là nhiều mặt. Cho nên tôi thấy là cái phước của loài người mà được sinh ra trong giai đoạn này và đủ cái hiểu biết, đủ cái nhận định về cuộc sống, về xã hội, về đạo đức, thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều bài học hay trong giai đoạn này. Giai đoạn mà gọi là biến động lớn về nhiều mặt. Chúng ta sắp tới sẽ chứng kiến sự biến động lớn về nhiều mặt. Chứ không phải là một cái chuyện là bệnh hoạn gì đâu, không có đâu. Bệnh hoạn là chuyện nhỏ, còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa. Trong giai đoạn này đang bệnh dịch bùng phát đúng không? Nhưng mà với tôi nó chỉ là cái chuyện nhỏ, những cái chuyện biến động rất là nhỏ, chưa có đủ lớn rồi. Biến động kinh hoàng, biến động khiếp đảm, biến động mà gọi là chấn động gần như là liên tục, thì quý vị mới thấy là cái định lực của mình tới lúc đó mới đo được. Tới lúc đó mới đo được là mình đủ bao nhiêu gram trong cái chuyện biến động này đúng không? Ví dụ như nó biến động quá mà cả bao nhiêu người đều khiếp đảm sợ hãi, mình bình tĩnh uống được ly trà là biết mình định lực lớn rồi đó. Còn mình không bình tĩnh là cái gì? Gọi là mình bị cuốn. Mình bị cuốn thì mình sẽ bị loạn. Và xã hội không có dừng lại, tức là những cái biến động của nhân loại sắp tới này nó không có dừng lại. Mà không phải động là xấu, tất cả cái động đều là tốt. Vì sống có nghĩa là động, động là sống, sống là mới. Động có nghĩa là mới, động có nghĩa là sống, mà sống có nghĩa là động, mà động là mới. Nó cứ vậy đó. Động sống mới, mới sống động, động sống mới. Nó cứ liên tục xảy ra.
Và nếu chúng ta mà đủ cái trí để chúng ta thấy rằng cái đoạn này tức là sự sống, mà sự sống này thì mỗi lúc mỗi mới, mỗi lúc mỗi mới tức là mỗi lúc mỗi động, mà mỗi lúc mỗi động tức là mỗi lúc mỗi sống, mà mỗi lúc mỗi sống tức là mỗi lúc động, mà mỗi lúc động là mỗi lúc mới. Nó cứ vậy đó. Và chúng ta đủ cái tầm để mà sống trong cái tầng này á, thì bây giờ sẽ thấy cuộc đời nó đẹp như thơ vậy đó. Đẹp như thơ, ngộ lắm. Nếu chúng ta mà hiểu được cái động sống mới, mới sống động sống mới, nó là ba chữ này thôi, nhưng mà nó luôn luôn hiển hiện, luôn luôn hiển lộ, cho nó không có tạm dừng, nó không bao giờ dừng cái động. Và sự sống này luôn luôn tiếp diễn, đúng không? Mà luôn luôn tiếp diễn, luôn luôn động tức là luôn luôn mới, mà luôn luôn mới có nghĩa là luôn luôn động, mà luôn luôn động là luôn luôn sống là luôn luôn mới. Nó cứ như vậy đó. Quý vị ở cái tầng này quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm luôn về cái cuộc sống đang có. Còn biết chúng ta ở cái tầng nào thì chúng ta gắng chịu nha. Cái đó là cái chuyện mà đây là một cái sự thật đang diễn ra, và không có lúc nào mà không động, đúng không? Sự sống đang diễn ra không có lúc nào không có tươi mới, đúng không? Và cái sự tươi mới lúc nào nó cũng là tươi mới, chứ nó không có thay đổi được đâu. Quý vị cũng không thay đổi được đâu. Thì đây không phải là chân lý cao gì đâu. Đây là một sự thật diễn ra gọi là không bao giờ thay đổi được trong vũ trụ mênh mông này. Và ở loài người chúng ta mà nếu mà đủ trí để nhận định được điều này, quý vị chỉ cần nghiêm túc thiền định, lắng tâm thật sâu, để một lúc nào đó khi tâm trí chúng ta đã lóng lặng rồi, thì quý vị sẽ nhìn vào cái sự sống như tôi nãy nói, nhìn vào cái động, nhìn vào cái mới đi. Nhưng bây giờ mình chuyển năng lượng vào cái này để mình hay ra sự thật, mình thấy rõ sự thật đang diễn ra, chứ không phải là mình ngộ gì hết. Cái này nó lâu lắm rồi, cái này nó đang có mà. Cho nên là chúng ta hãy hồi dồn hết cái năng lượng về cái này đi. Lâu nay chúng ta bị gọi là phân tán, đúng không? Chúng ta nhớ quá khứ, nhớ vị lai, nhớ gì đó tùm lum rồi. Chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta giận, chúng ta hờn, nó bị phân tán năng lượng. Và chúng ta đang hướng năng lượng ở một cái chiều rất là gọi là lãng phí. Chúng tôi dùng cái từ là quý vị quá lãng phí. Bây giờ mình dùng lại cái này đi, nhiều đó thôi. Sống động mới, mới sống động, động luôn luôn động. Mới luôn luôn mới, sống là luôn luôn hiện tiền, đúng không? Lúc nào nó cũng vậy hết trơn. Quý vị sẽ nhìn thấy cái sự sống hiện tiền, thì từ cái mênh mông của vũ trụ, tới cây cỏ lá hoa, cho tới thân tâm của mình, tới từng tế bào nhỏ của mình, chúng ta thấy là rộn ràng sự sống tươi mới hoàn toàn. Ở khi mà quý vị mà phát hiện từng cái, từng việc, từ lớn cho tới nhỏ, chi chít nhỏ nhiệm cho tới từng sát na một, quý vị thấy một sự sống động mênh mông. Và sự sống này không phải là chi chít, là nhỏ nhiệm nữa, mà tôi dùng cái từ là mênh mông. Thì khi nào mà chúng ta hay ra được từng tế bào, từng sát na nhỏ nhiệm là một sự sống mênh mông, rỗng lặng, thanh tịnh, tuyệt đối, rạng ngời, cái là quý vị nhập trong đạo. Đơn giản vậy đó. Dễ nhậm đạo, không có khó nếu chúng ta hay được sự thật đang sống hiện tiền mênh mông trùng khắp này. Ở đây bây giờ chúng ta chỉ dùng năng lượng cho chuyện này chứ đừng có phí. Để cho chúng ta đừng có bao giờ phí nữa, uổng lắm. Quý vị để cho mình phải buồn về chuyện này, nó phải thương về chuyện kia, dính mắt cái chuyện nọ, trời ơi tôi thấy phí quá. Ngủ đi cho nó sướng hơn là suy nghĩ mấy chuyện tào lao. Đúng không? Theo tôi là vậy đó. Mình nhắm mình không có nâng tầm mình được, bây giờ mình phá cửa lại kịch rồi, đã để cho mình nằm yên cái chỗ đó, đừng có bị xuống, uổng lắm. Quý vị chỉ cần một chút mà mình giận người khác nó xuống, uổng lắm. Không biết bảo toàn năng lượng sống của mình. Cho nên chúng ta hãy dùng hết cái năng lượng về cái sự sống đó đi, và mình tìm cái cách bảo toàn cái sự sống hiện tiền này, đúng không? Vì sự sống hiện tiền này lúc nào nó cũng mới, mà mới mẻ thì tươi vui. Mới đâu có mang cái gì xấu xa à. Không, đâu có đen gì đen tối trong cái lúc này đâu, chúng ta đang sống nè. Chúng ta đang hiện tiền, chúng ta đang hiện hữu, chúng ta đang sống động nè. Và sống là mới, mới là vui vẻ. Vui vẻ là động, không có tỉnh. Đừng có nghĩ là mình ngồi mình kiết già bất động một tiếng đồng hồ là mình bị gọi là cái gì đó, bị tù động, không có. Nó cũng đang sống động kinh hoàng. Cái sự sống mãnh liệt đang hiện tiền mà rất là rỗng lặng, thanh tịnh. Khi mà quý vị nghiệm về sự sống, quý vị nhận ra được điều này rồi, mình mới thấy rõ ràng là sức sống của mình đúng là vĩ đại mênh mông, chứ không phải thân tâm này. Đó, mình nghiệm lần lần cái mình mở những cái khóa này ra. Và một lúc nào mà quý vị nghiệm mà tới cái chỗ mà thấy cái sức sống nó mãnh liệt á, nó mênh mông á,
thì thấy rõ ràng là thân tâm mình lúc đó nó cũng không có nữa, vui lắm. Lúc đó là lúc chỉ là một sự sống hiện hữu mới mẻ, rung động mãnh liệt và trùm khắp thôi. Đừng có mất cái năng lượng cho những chuyện khác, uổng lắm. Trong giai đoạn này như nãy tôi nói là Phật tổ cũng đang phải nói là đem hết cái tình thương đổ xuống đây rồi, mà mình không có kết nối thì tiếc quá. Tôi thấy tiếc, tôi thấy nhiều mặt mà nhăn nhăn. tôi thấy tiếc quá, ủa sao kỳ vậy ta, có cái dính chỗ nào đâu ta. Nhiều khi mình buồn với những cái chuyện bá dơ bá láp, rồi mình phiền não, rồi mình giận hờn, rồi mình chấp mắt cái gì đâu á, tôi thấy nó quý vị tự lãng phí cái năng lượng sống của mình. Và uổng đi, chúng ta qua rồi không có lặp lại được, cho nên đừng có đều bao giờ để lãng phí. Mình cùng với Phật Bồ Tát làm an vui cái tam giới này. Mà quý vị khi mà nhập trong đó rồi, quý vị sẽ thấy rằng cái gì? Cái năng lượng mà không phải trào dâng từ mình đâu, mà là năng lượng của cả vũ trụ này đang dâng trào, mà không có một cái điểm nhất định rồi hết. Nó có sự sống đang mãnh liệt khắp vũ trụ này, không có một cái chỗ nào mà không có chỗ nào yếu ít hơn chỗ nào. Và mới thì rõ ràng là không có chỗ nào không mới, hay gì đó, tức là chỗ nào cũng mới, chỗ nào cũng động, chỗ nào cũng dâng trào năng lượng, chỗ nào cũng tràn đầy sự sống, chỗ nào cũng tràn ngập cái sự thương yêu ngộ lắm. Chúng ta nhập vô trong đó rồi quý vị mới thấy là tất cả những cái này đã đủ hết rồi. Vũ trụ quá đủ yêu thương của tất cả chúng sanh muôn loài, đủ lắm, dư lắm, thừa lắm, lúc nào cũng thương, lúc nào cũng yêu, lúc nào cũng bù đắp, lúc nào cũng làm tròn làm thành hết, ngộ lắm. Quý vị mà nhập đó thiệt á, không còn câu nào để nói, chỉ có nướng là lễ tạ, mà lễ tạ cả đời này cũng chưa cảm giác thỏa nữa. Thì mới thấy vũ trụ này là chư Phật chư Bồ Tát đã làm an vui thật rồi, nhưng mình không tiếp nhận nổi thôi. Uổng cái là do mình bưng bít lấy mình với những cái tâm niệm mà nó không có cần thiết. Đừng nghĩ là theo lý thuyết đạo Phật là nghiệp. Tôi lâu nay tôi cũng hay nói là cái đó không có sai. Nghiệp đương nhiên chấp nhận có nghiệp quá khứ, chấp nhận có sự nghiệp, nghiệp hiện tại, từ quá khứ nó mới dẫn tới hiện tại này. Nhưng bây giờ chúng ta lại nghe được cái hiện tại này, chúng ta lại nghe được nghiệp chướng xưa nay là không, nghiệp chướng vốn nó không có thật, đúng không? Thì đây là nghiệp hiện tại không? Như vậy là ngay nơi hiện tại này mà chúng ta không sống đúng thì chúng ta đổ thừa do nghiệp quá khứ hay sao? Chúng ta quả tình là, thứ nhất là cái gì? Mình không phải là người thực tế, thậm chí còn ăn gian. Không thực tế mà còn ăn gian nữa. Tại sao đây không sống tốt mà đổ thừa nghiệp quá khứ? Chúng ta không có thương yêu như Phật Bồ Tát thương yêu thì chúng ta đổ thừa ai, đúng không? Chúng ta không nghĩ thiện nghĩ lành rồi bây giờ mình đổ thừa ai? Nó do nghiệp ngăn cản tôi nghĩ không được. Xin lỗi, có cái nghiệp nào cản mình nghĩ không được đâu nè, đúng không? Mình nói lời thiện, lời lành, lời lợi ích thì ngay đây mình nói được không? Quá được đi chứ, đúng không? Thì đâu có phải bị cái nghiệp quá chướng che chắn đâu. Nhưng mà tại vì mình không có chịu làm, rồi đổ nghiệp một cái rồi cái như mình buông sủi luôn. Mình nói tôi là nghiệp tôi nó nặng lắm, tôi nhiều ác nghiệp quá, cái gì gì tùm lum mà la hết. Cái mình đổ thừa vậy, cái mình thôi tôi không tu, tại tôi tu không được vì cái nghiệp tôi nó nặng lắm. Mà hỏi nghiệp là cái gì mà nặng, nói nghe coi. Giờ thử giờ nói lời chửi tôi được không? Chửi thầy thì thoải mái rồi, nói lời thương tôi được không? Nói thương hơi bị khó, tại nghiệp tôi nặng lắm, tôi ghét tôi không có thương. Đúng không? Có đổ thừa vậy đó. Nhưng mà sự thật thì bây giờ mình muốn chửi người ta cũng được, muốn nói lời ngọt ngào cũng được. Rõ ràng là hằng quá khứ không ngủ, cái thằng ác không thể lớn thiện được, hai cái đó bằng nhau mà. Thì bây giờ mình chọn cái để mình xài cho mình tốt hơn, đơn giản vậy thôi, chứ đừng đổ thừa nghiệp quá khứ. Nghe ai mà ngồi lại đổ thừa nghiệp quá khứ là tôi khó nghe lắm. Không có để lọt vô lỗ tai những cái chuyện này, đừng bao giờ bị vướng mắc vào cái chuyện đó. Tôi bị cái này ràng buộc, tôi bị cái kia ràng buộc, có cái gì ràng buộc đâu. Tại cuộc sống luôn luôn là động, mà động là mới, ngay đây là mới mẻ mà. Và chúng ta hãy tiếp nhận cái sức sống mới này để mỗi khoảnh khắc liên tục làm mới. Chỉ vậy thôi à. Nhiều người cứ hở cái đổ thừa. Và đổ thừa rồi không có tu. Cái tật tôi đó là cái gì? Tật tôi hay ăn dụng. Tôi gặp cái gì mà hở tôi bóc, tôi bỏ không miệng tôi ăn. Tật cái con khỉ họ thích thì ăn cho đó chứ đừng đổ thừa tật. Bây giờ tôi không thích bóc nữa, tôi đứng trước cái nồi rồi ăn rất là ngon, tôi không bóc thì sao?
Đổ thường nghiệp tầm bậy, tại vì mình khởi cái thích, mình ngay khi đó mình khởi cái niệm mình thích cho nên mình mới ăn. Nếu mà ngay khi khởi cái niệm mà thích đó rồi mình nhìn nó coi, bây giờ không muốn nữa thì không bóc à. Đơn giản vậy á, không cầm lên thì cứ buông xuống thôi, đúng không? Thế đổi thừa cái gì? Đừng có bao giờ đổi thừa nghiệp là một cái sự sai lầm để cho mình thối thất công phu rồi mình không có đủ cái dũng lực để mình vượt qua những cái khó trong cuộc đời của mình. Không có cái nghiệp nào mà mình không có chuyển được, nói ngon ngon lành vậy đó. Người tu phải có một cái sự quyết đoán quyết liệt này, không có cái gì mình không có vượt qua được. Đừng có bao giờ đổi thừa là tôi bị cái này tôi qua không có khỏi, không có ai mà kháng ràng buộc mình hết trơn á. Ngay cả tất cả những cái chuyện tình cảm, những cái chuyện gì đó, sự dướng mắt gì đó, không có cái gì mà chúng ta không qua được hết á. Và nếu như mà mình thấy được điều này một cách rõ ràng, tại vì là mình đang gom lực về cái chỗ mới nha. Quý vị thấy hay lắm. Quý vị mà đang dồn hết cái năng lượng về cái sống, cứ là động, động tức là mới, mới tức là sống, sống cứ động lanh quanh vậy đi. Quý vị thấy cái năng lực sống của mình mỗi ngày nó mỗi khác. Tôi bảo đảm quý vị là sẽ khác 100% khi chúng ta thấy đúng sự thật này. Thay đổi gần như 100%. Còn nếu không thay đổi thì nếu mà cái năng lượng mà mình dồn hết về ba cái chỗ sống động mới này á, quý vị cũng thấy mình thay đổi từng ngày. Tôi dám ký giấy là thay đổi từng ngày. Thay đổi lạ lắm, thay đổi hay lắm. Và con đường mà giác ngộ giải thoát của mình không có nói là còn xa nữa. Nếu mà chúng ta dùng hết năng lượng về ba cái này á ha, quý vị cứ quẩn cái vụ đó đi, mà cứ mỗi lúc mỗi mở toan ra ngộ lắm. Cái chân trời mà sống của mình á, năng lượng sống thật của mình á, nó sẽ càng lúc nó càng lộ ra. Rồi cái động này thì đương nhiên là dễ thấy rồi, cái mới này mình cũng dễ thấy rồi. Thì cái sự sống không phải là sự sống của cái thân này, không phải sự sống của tâm này, mà sự sống mãnh liệt của cả một cái vũ trụ mênh mông này. Và ở đâu đâu chúng ta cũng nhận được cái tình thương. Nói về vũ trụ này là luôn luôn thương mình, chứ chưa bao giờ có một lúc nào mà không thương. Cho nên mình nếu mà mình sống cho nó phù hợp với cái mà vũ trụ này thì mình cũng phải sao? Cũng phải thương. Không, luôn luôn làm thành tất cả mọi thứ. Vũ trụ này đang làm thành tất cả mọi thứ, mà mình phá vỡ một cái gì tức là mình sai. Ngay cả mình phá vỡ cái chuyện tình cảm của người khác hay là cái việc gì trong cuộc sống này mình cũng có sai. Mà chính mình cũng vậy, mình không có đủ cái tình thương yêu tất cả mọi cái là mình đang làm sai. Sự sống này luôn luôn mới, mà mới là luôn luôn đầy đủ, luôn luôn viên mãn, chứ nó không có khiếm khuyết. Và vũ trụ này luôn luôn làm cho mọi thứ viên mãn, chưa bao giờ lấy đi cái điều gì. Đó, mình nhìn đó, mình nhìn hồi là mình thấy ra nhiều chuyện ở trong đó lắm, vui lắm. Nhưng mà mình này mình phải khám phá mới hay. Cho nên bây giờ chỉ cần dồn hết năng lượng vô chuyện này đi. Đừng có nói không có cần công phu gì hết. Tôi không cần công phu thì tôi ngồi tôi lắng tâm để tôi nhìn ngắm cái sự sống đang diễn ra, đúng không? Nhìn ngắm cái tươi mới đang diễn ra trong từng sát na một, đúng không? Nhìn ngắm cái sự động, cái động là cái sống, là cái mới đó, nó cứ nhìn ngắm đi. Thấy thì nó đơn giản lắm. Cái chuyện này tôi thấy là nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà quý vị dùng hết năng lượng, quý vị thấy một cái điều kỳ diệu chuyển hóa của nó. Cái sự chuyển hóa là mới. Mới tức là không có một cái dấu tích nào cũ hết á. Cho tới một cái ngày mà mình thấy ra được cái sự thật đang hiện hữu ở đây là không có một cái màu sắc cũ nào, không có cái chuyện nghiệp cũ, không có. Không có vị lai nữa. Nó hay vậy đó, cái hiện tiền nó không có cũ, không có mới nữa. Nó không có vị lai, nó không có quá khứ. Rất là lạ là khi mà quý vị mà thực sự phát hiện được điều này thì quý vị là một người thay đổi rất lớn trong cái vũ trụ mênh mông này. Đó, cho nên là Phật Bồ Tát luôn luôn muốn cho cái thế giới này an vui. Và chúng ta cũng hướng về Phật Bồ Tát, chúng ta sẽ kết nối được với cái năng lượng từ bi và trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát để mình luôn luôn tươi mới và an vui. Thì như vậy mới phù hợp, chứ còn nếu không là chúng ta tự... gọi là cái gì, tự khu biệt, tự ngăn che, tách rời. Thực sự thì quý vị không tách rời được, nhưng mà mình nghĩ mình tách rời được. Thực sự quý vị cũng không có riêng tư được, nhưng mà mình nghĩ mình riêng tư được. Cái riêng tư ngã chấp là một cái suy nghĩ sai lầm, một thấy biết sai lầm trong cuộc đời của mình. Không có riêng được cái gì đâu. Nghiệm kỹ rồi là không có gì riêng hết. Cái gì nó cũng là chung nhất, nó hiện tiền. Và cái điều
mà mình phải mất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm chiêm nghiệm cái hiện tiền á, thì gần như không ai ra khỏi cái hiện tiền hết á. Không có ai ra khỏi được hết, không ai rời được hết, ngộ lắm, không có khoảnh khắc nào mình không có hiện tiền hết á. Không có chuyện quá khứ đâu, quá khứ là một sự hiểu lầm, ảo giác, ảo tưởng thôi. Mà nếu chúng ta bắt nhịp được, chúng ta bắt nhịp được cái hiện tiền từng khoảnh khắc quá nhanh đi, nó nhanh quá khiến chúng ta không bắt gặp. Luôn luôn là cái bắt gặp của tâm thức nó làm cho mình là mình thấy ra được cái này, hoặc là mình nghe cái âm thanh này là nó trở thành quá khứ rồi. Nhưng mà nếu mà tâm thức chúng ta mà tinh tế, nhạy bén, gọi là linh thông á, thì chúng ta sẽ bắt nhịp được cái hiện tiền. Chúng ta dùng cái từ là bắt nhịp được hiện tiền. Quý vị thấy cái nhịp đó nó sống động mênh mông, nhưng mà nó không phải chậm như cái tâm thức của mình là nghĩ A rồi nghĩ B rồi nghĩ C rồi buồn thương giận ghét. Tức là những cái đó là những cái trì độn, những cái chậm lục, ngộ lắm. Chúng ta nghĩ là cái chuyện hồi nãy, nghĩ chuyện chút là nó chậm lắm. Nhưng mà cái hiện tiền này thì nó lại là với một cái tốc lực kinh khủng, mà tâm thức gọi là lù lù mờ mờ kiểu như mình là không bao giờ tiếp nhận được cái năng lượng này. Mặc dù mình thấy nó rất là bình thường, nhìn theo cái kiểu tâm thức của mình hiểu theo cái kiểu của mình hiện tại á, thì mình thấy gì, cái sự sống nó cũng đang diễn ra, đúng không? Nhưng mà quý vị sẽ vượt qua được mấy cái tầng tâm thức, hoặc là tâm thức nó lắng động một chút thì mình sẽ nhạy cảm hơn, linh thông hơn, thì mình thấy sự sống này đúng là nó vụt vụt rất là kinh khủng. Nó mới kịp cung cấp cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương, chứ nó chậm là nó không có kịp. nó kinh khủng như vậy. Thì như vậy là nếu mà chúng ta bắt được cái nhịp đó, chúng ta mới thấy rằng cái sức sống của mình nó cũng mãnh liệt, nó cũng nhanh chóng, nó cũng nhạy cảm, nó cũng linh thông, nó cũng rộng khắp, giống như cái sự sống của vũ trụ đang diễn ra vậy. Như đó gọi là cái nhịp sinh học của vũ trụ đang diễn ra. Và chúng ta mà đồng điệu đó rồi một cái là quý vị sẽ thấy rằng không mới cũng không được. Ngộ không? Rời hiện tiền không được rồi. Rồi bây giờ mình thấy là mình không mới cũng không được, không thể nào mình cũ được. Nếu mình ngồi mình nghiệm ba đó ra, tới cuối cùng mình nói ủa tôi đâu có cũ được đâu, đâu có lúc nào tôi cũ, mà không có cũ thì không có chuyện quá khứ nữa, đúng không? Và không có chuyện chút nữa. Và thực sự thì không có cũ, mà nó là hiện tiền, nó không có cũ và nó đang sống động mãnh liệt. Đó, thì quý vị cứ loanh quanh vậy giùm đi. Đừng có để mất năng lượng với ba cái chuyện tầm phào nữa. Đối với tôi chuyện sự sống này nó rất là tầm phào. Đúng ra hay dở, buồn thương, giận ghét gì, nó không có dính gì với cái gì trơn, nó ngộ lắm. Cái hiện tiền này nó không có dính mấy cái đó. Đương nhiên là mình có đau khổ, mình có buồn phiền thì thực sự là mình ảo tưởng. Chứ cái có cái gì nó dừng lại đâu. Không có cái gì tạm dừng được hết để cho mình có thể bám níu. Thật ra khi mà mình nhìn thấy sự sống nó động cái nó mênh mông, cái tự nhiên cái mình mất cái chỗ bám, ngộ lắm nha. Đó, tới từng bước vậy quý vị, cả lặn sâu quý vị sẽ phát hiện ra ủa mình giờ không có bám đâu được, vì không có cái gì, không có hiện tiền, mà hiện tiền thì không có quá khứ, không có vị lai. Nó cứ vậy đó, không, mà không có cái hiện hữu nào mà nó không mới. Ủa có chút nào cũng mới, chút nào cũng mới, chút xíu nào nó cũng mới, một mãi mai nó cũng mới, từng sát na nó luôn luôn mới. Và cái mới là luôn luôn hiện hữu. Hiện hữu tức là sự sống, mình sống động, hiện hữu, mới hiện tiền. Cứ lần quần vậy đi. Tôi thấy cái gì bây giờ không có cần phải dụng công gì hết trơn, cái dẹp hết đi. Nghe ngồi chơi rồi mình cũng để tâm chút cho cái hiện tiền. Làm sao để cho mình bắt kịp được cái nhịp sống cái hiện tiền, thì có nghĩa là lúc đó chúng ta đã nhận được đạo. Mà nhịp sống hiện tiền này thì nó đang hiện hữu, chứ không phải là nó khuất lấp. Nên nhớ như vậy, tất cả mọi cái đều đang rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Nó đang hiện hữu hiện tiền, chứ nó không, quý vị không cách nào rời xa cái hiện tiền được một khoảnh khắc nào hết đó. Đó, loanh quanh vậy đi, đừng có mất thời gian nữa. Chơi cái này bảo đảm quý vị sẽ vui thú còn hơn chơi cõi trời nữa. Cõi người nó không có bằng đâu, cõi người nó không có sướng đâu. Cõi người nó đụng đâu rồi dính đó rồi phiền muộn đùm lum la, còn chơi cõi trời còn chưa chắc là đã bằng. Tại vì cõi trời còn có thấy có cái này có cái này không, rồi lúc này sống lúc kia chết gì gì tùm lum la đó.
Nhưng quý vị ở trong cái cảnh giới mà sống động hiện tiền mênh mông rồi, quý vị mới thấy rằng cái chuyện sinh và cái chuyện tử, chuyện có, chuyện không, chuyện còn, chuyện mất trong thế gian này á, thì thật sự nó quá nhỏ với cái đang có của cái hiện tiền. Không phải đang có của mình nữa, mà cái đang có là hiện tiền. Hiện tiền này không phải là mình, không phải là thân, không phải là tâm rồi đâu. Mình sẽ nhìn thấy là nó tự động nó làm tan cái ngã chấp, chứ không phải cần phá ngã rồi quý vị mà thấy ra được hiện tiền ngã chấp tự động tan biến. Thấy hiện tiền này rất là mênh mông, nó không có riêng cái thân này, nó cũng không phải là cái tâm này, và nó không phải là cái thế giới này. Nó là hiện tiền mà mình không làm sao mình rời được, không làm sao khác hơn được. Đó, khi mà thấy được chân lý, quý vị thấy một cái điều rất là hay là gì? Cái lúc mà mình nhận ra được một cái sự thật á, biết rằng mình coi mình đúng hay là sai, quý vị thấy như thế nè. Mình không có, thứ nhất là về lý luận để bẻ gãy nó là không có. Quý vị được quyền phản biện với cái thấy mới của mình bằng mọi góc cạnh và rõ ràng mình không bẻ gãy được. Cái thứ hai là nó không có thay đổi được với thời gian và không gian. Mặc dầu là nó từng khoảnh khắc mới, từng khoảnh khắc mới như vậy, nhưng mà mình không có cách nào làm cũ nó được. Đó, có nghĩa là mình không còn có cách nào để thay đổi nó được. Chân lý là không ai có khả năng thay đổi. Cho nên khi mình thấy được vấn đề mà mình bẻ gãy nó bằng mọi cái khía cạnh, mình phản biện nó bằng mọi cách mà rõ ràng là nó cũng vậy à, thì biết rằng mình đã thấy được chân lý đó. Đúng không? Đem thời gian ra so với nó, đem không gian ra so với nó, tất cả mọi thứ mà mình không cách nào lý luận để bẻ gãy nó được. Nhưng mà cái sâu nữa là cái gì? Ngay khi mà chúng ta thấy cái đó thì mình thành vậy luôn, chứ mình không có sống khác hơn được. Nhưng vấn đề là tới đây nè. Tới đây là tức là thấy cái là mình không cách nào sống khác hơn nữa được. Mình kêu mình phải lùi về quá khứ để mình buồn với cái chuyện quá khứ hay gì, không làm được nữa. Mà không phải là mình nói mình ngộ đạo, mình chứng đạo gì, nhưng mà không có làm chuyện cũ cái đất trời được nữa. Ngộ lắm, mình phải ngồi đó, mình phải buồn, mình phải tức với cái chuyện gì đó, xin lỗi là không có được nữa. Không có chứng đạo gì hết đó, nhưng mấy chuyện đó là không được nữa, tại vì là mình đang bị kẹt ở hiện tiền. Nó ngộ lắm, mình giống như mình bị kẹt, mình gỡ không ra. Và không có chuyện mà lưu lưu về quá khứ để mơ màng màng cái gì đó, không có vọng hướng tương lai gì hết trơn, không có những cái chuyện đó nữa. Ngộ lắm, cái hiện tiền nó càng lúc càng rõ, càng lúc nó càng mạnh và nó trở thành cái sự sống của mình. Thì nó cần đạt đạo làm chí đâu, nó có gì đâu đạt. Có mình ở đâu đạt, mình còn không có nữa ở đâu mà có đạo để đạt. Đó, mình nhìn ra nhìn lại rồi cuối cùng mình cũng biến mất hồi nào mình cũng không hay. Và cái chỗ này nó cứ như vậy đó. Ví dụ không thay đổi được, khi mà chúng ta tới sự thật thì không bao giờ thay đổi được. Cho nên là bắt phải nhiễm gì đó thế gian này, với nhiễm tiền tài danh vọng gì gì đó. Có chỗ nhiễm mình cố gắng mà nhiễm. Mà nhiễm không có được. Tới cái lúc đó mình thấy mình phì cười. Cái tật ngu của mình đâu nhiều kiếp mà mình trước kia mình chấp mình buông không có ra bao nhiêu chục năm rồi đúng không? Tới hồi thấy này mình phì cười. Rồi mình mới thấy rõ ràng là bao nhiêu cái công phu tu hành của mình hồi xưa mình cũng gắng ngồi thẳng lưng rồi hít thở điều hòa nữa. Giữ tâm không có cho khởi niệm rồi lú lên nào là chém đó tùm lum là hết. Hồi xưa cũng trải qua mấy chục năm cực khổ ngồi cành niệm khởi cụp. Nhưng mà rồi bây giờ thấy làm cái chuyện tầm vào. Ôi dính gì hết trơn, làm cái chuyện đó giống như là cái gì? Mình thấy mấy đứa nhỏ chơi cầm cây rượt đập rùi vậy đó. Chơi vậy thôi à, đó là trò chơi. Chứ công phu không có là cái gì hết. Đừng có nghĩ là công phu để đạt được cái hiện tiền là quý vị đã sai rồi. Cái hiện tiền không cần bất kỳ một cái công phu công lực nào quý vị hết. Tất cả những công phu công lực thì hy vọng là chúng ta mới hay ra được sự thật của cái hiện tiền này. Chứ còn quý vị công phu là sai. Cho nên là vẫn có cái gì đó hướng về trong giai đoạn mà chúng ta chưa có thực sự mà hòa nhập, thì dồn năng lượng về chỗ dùm đi. Quý vị hay đó, cái hay của mình là cái gì? Đang nói về năng lượng thì nó là một cái gì đó thì mình gọi là cái gì? Rất là khó thấy. Cái người bình thường không thể thấy được. Như ví dụ đang ngồi, thì quý vị sẽ nhận được một cái gì đó nó rất là nóng cái người mình lên. Là do có một cái người nó có tâm lực, họ rất lớn, họ đang hướng về mình.
Người mình nóng lên thì được gọi là chúng ta nhận năng lượng. Năng lượng là cái sự sống. Năng lượng chính là sự sống của muôn loài. Không có năng lượng là kể như xong. Giống như giờ sáng này ngủ thức dậy, cái tay dở không lên, chân dở không lên, cái không muốn đi, không muốn nói, thậm chí cũng không muốn cười, nói là sao? Hết năng lượng rồi. Hết năng lượng rồi. Đấy, vậy là có một người để tay lên đầu mình trong vòng 30 giây, tự nhiên mình thích, mình chạy, mình nhảy thì bắt đầu được nạp năng lượng vô á. Nói vậy đó. Năng lượng là một cái gì mình không biết được, nhưng mà ví dụ như mình đang ngồi, mình nói là mình mơ mơ màng màng, mình buồn ngủ, cái tự nhiên có một cái luồng điện gì đó không biết nữa, nó vô làm người mới nóng ấm, cái mình tỉnh ra, cái mình cũng thấy nhiều cái sai trái, cái xấu dở nơi tâm của mình, tự nhiên nó soi sáng, tự nhiên nó rạng lọc, tự nhiên cái mình thấy tâm trí mình nó tỉnh ra, thì đó là năng lượng. Đó là những cái năng lượng tới với mình là vậy, mà nó thay đổi cả cuộc sống luôn. Nếu mà cái tâm từ của cái người đang hướng về mình rất là lớn, cái thiện tâm của họ cũng rất là lớn, và cái trí tuệ của họ cũng rất là lớn, thì họ hướng về mình là làm cuộc đời mình thay đổi. Cho nên có những người mà được các vị Đại Bồ Tát hướng tâm thì chắc chắn là người đó sẽ được nâng tầm. Chúng tôi dùng cái từ là chắc chắn 100% luôn á. Nhưng mình chưa có thấy nổi cái lực này, chúng ta chưa có cảm nhận được cái lực này, mình mới vậy nói là mình vẫn còn chưa có thấu suốt, cho nên chưa tin thì đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà ngày nào đó mà mình thấy mình gọi là đủ duyên, đủ tầm, phải đủ tầm mới có thể tiếp nhận được, thì sẽ mọi chuyện thay đổi. Nhưng một cái điều mà chúng tôi muốn nói là quý vị đừng có mất năng lượng giống những cái chuyện khác dùm thôi. Bây giờ giống vậy đó, chuyện khác chỉ là cái chuyện chơi. Mọi chuyện trong cuộc sống này là chuyện chơi, vui để mà chơi chứ đừng có buồn. Chơi là phải vui rồi nha, chơi buồn đừng có chơi, đúng không? Chơi mà buồn chơi gì? Nhiều khi mình đi tới những cái chỗ du lịch mình thấy người này nhăn mặt này kia nhíu mày, tao nói đi về nhà đi con. Chơi mà tới cái chỗ mà nhăn nhăn mặt thì về nhà cho rồi. Đúng không? Đó là sự thật. Và cuộc sống thì cũng vậy, đây là một cái trò sân khấu để chúng ta tới chúng ta chơi. Và chơi là dứt khoát phải vui. Chứ tới đây để làm cái gì? Tới đây để bu bám, đây để mà tranh sống giành chết rồi. Cái đó là cái ngu nhiều kiếp rồi. Bây giờ không có ngu tiếp nữa. Tới đây tôi chơi à? Tôi chơi là tôi vui à? Không. Mà muốn vui thú thực sự trong cái trần gian này thì đừng có đắm chấp vào bất kỳ một cái điều gì thì mới vui. Chứ mà đắm chấp là coi chừng á, bị chìm đắm, bị khổ sở. Chứ đơn giản vậy thôi, thì mình thấy mình giống như là món ăn tự chọn, đúng không? Bây giờ này là nặng nề, thôi bỏ đi, này dính mắt, thôi không chơi nữa, không, này ràng buộc, không tiếp tục. Nó cứ vậy đó, mình cứ phải chọn cho mình cái gì mà mình thấy rằng mình loại trừ được những cái mà không cần thiết do cái thấy nhìn sai lầm của mình. Thực sự mình dính mắt cũng là sai lầm, mình buồn phiền cũng là sai lầm, tất cả những cái đó mình phải khẳng định nó là sai lầm của mình cái đã. Đừng bây giờ thấy nó là quan trọng. Mới hôm qua hứa tôi bữa nay mà không có giữ lời, rồi bắt đầu tôi giận lên, lời hứa là quan trọng thôi, kệ nó đi, nó nói rồi, nó cũng quên rồi. Thì mình quên nó cho rồi đi. Đó, mình nó làm sao mà mình thực sự thoải mái như vậy. Chứ đừng nói bữa hổm tôi thấy ổng hứa tôi rồi ổng còn thề nữa rồi nó. Nếu mà là không có giữ lời thì sẽ bị cái này bị cái, tôi chờ cái ổng có bị hay không rồi. Chi cho nó mệt. Nó nói rồi nó quên thì mình quên luôn đi. Mà thực sự mình cũng đâu giữ được cái gì đâu. Lời nói mà mình phải chờ nó phải là có bảo kê, có bảo chứng rồi, có đóng mộc, có lăn tay nữa. Mấy cái chuyện thế gian nó không có dính gì với cái chuyện Phật Pháp đó. Đúng không? Đó là cái chuyện thế gian. Cho nên chúng ta phải làm sao đó mà mình gọi là khéo mà rột rửa cái nội lòng của mình. Mình nhìn lại mình thấy còn cái gì dính, còn cái gì mắc, còn cái gì mà... Quý vị đi sâu một chút thiền định coi nha. Chỉ cần á ha, mình nhớ tới một người. Nhớ thôi nha, chưa nói tới cái chuyện khác. Nếu mà tâm mình thanh tịnh thật sự á, một cái niệm mình nhớ tới người khác thì đương nhiên là nhớ, một là giận, hai là thương thôi chứ không có cái gì khác đâu. Thì mình cảm giác mình giống như đeo đá. Tới lúc mà quý vị thanh tịnh, quý vị thấy điều này hay vậy thì chắc chắn là mày phải rớt, chứ không có vụ mang lên vai tiếp nữa đâu, không có chuyện mang lên vai. Nhưng bây giờ mình chưa thấy nó nặng. Đó, tự nhiên cái mình nghĩ người kia mình giận sùng sục lên, mình muốn gặp mặt, mình muốn chửi nữa, mà mình còn thấy đã nữa. Đúng không? Thì rõ ràng là vô minh quá vậy rồi. Nhưng mà bây giờ mình vừa có một cái niệm giận người khác là mình cảm giác là mình bị nặng, là bị tâm tối, cái gì nó ngộ lắm, cái thấy mình nó không còn trong sáng nữa, nó không còn nhẹ nhàng nữa.
thì mình biết là cái gì nó bắt đầu nó che tâm của mình rồi. Thôi đi gỡ ra đi. Đơn giản là không tiếp tục, nó tự động nó rực sáng trở lại. Ở trong thiền định quý vị sẽ thấy điều này rất là rõ nha. Tức là tự nhiên có một cái gì nó phủ mờ cái thấy của mình, thì là mình nhớ ai quá trời quá đất. Cái bắt đầu mình thấy được là chính cái nhớ nhung này nó làm mờ tâm trí của mình, cái mình buông xuống, cái mình sáng trưng trở lại, có nghĩa là mình đã vượt qua. Công phu nó thấy, quý vị mà đi sâu quý vị sẽ thấy là từng cái niệm mà buồn thương giận ghét nó là một cái làm, nó làm mờ, nó là một cái màn mờ qua tâm của mình. Và như vậy nếu mà tất cả những cái mờ tối đó mà được mình sao? Được mình là không tiếp tục. À, tôi đơn giản là không tiếp tục chứ không phải là không gì đâu. Thì nó hiện ra rồi mình thấy nó và thấy rất rõ ràng, đừng có lầm nó, vậy thôi. Đó, thấy rõ không lầm. Chứ đừng có thái độ hơn thua và cũng không cần phải làm thêm cái gì, tại vì bản chất của tất cả những cái vọng là nó không có thật rồi, cho nên nó rất là ảo và nó hiện ra như là một đám mây mờ vậy thôi, và nó tự động nó tan biến, không có cần phải làm cái gì thêm. Nhớ là đừng bao giờ có bất kỳ một thái độ gì trong tất cả những cái ý niệm mà đã xảy ra ở nơi tâm của chúng ta. Nhìn ngắm một cách rất là tươi mới, tại vì nó là sự sống mà. Đó, thế hồi mình nhìn nó mà mình thấy nó là sự sống đúng không? Nó hiện ra có nghĩa là nó sống, và nó hiện ra tức có nghĩa là nó mới, chứ không phải chuyện quá khứ. Mặc dù chuyện quá khứ hiện ra nhưng bây giờ đang hiện. Nhưng mà nó đang hiện bây giờ. Cho nên mình nhìn nó với cặp mắt của cái người đang mới mẻ nhận cái sự việc. Nhận sự việc trong cái khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền, chứ mình không phải là cái chuyện quá khứ nữa. Thì vậy là tự động cái nó biến màu à, ngộ lắm. Mình ở trong cái hiện tiền mà mình nhìn cái phiền não á, thì phiền não tự nhiên nó biến màu thành cái hiện tiền, cái nó mất tiêu cái phiền não hồi nào không biết nữa, mình không có cần làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đủ cái tươi mới để chúng ta nhìn á, thì chúng ta sẽ bị cái phiền não này đó sao? Nó nhuốm đen mình và mình bị cuốn trôi. Ngộ vậy đó, có công phu thì chúng ta mới thấy những cái chuyện vui. Cho nên là nếu mà cái năng lượng chúng ta mà chịu giữ nguyên trong cái sống, cái mới mẻ, cái hiện tiền á, thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm. Mọi hiện tượng gì xảy ra ở nơi thân, nơi tâm và nơi vũ trụ này đều là cái gì? Đều là cái mới mẻ hiện tiền viên mãn trọn vẹn tròn đầy chói sáng. Tới một cái lúc đó chúng ta mới thấy là ở cái vũ trụ này, pháp giới này nó chói sáng rạng ngời từ lâu mà nó viên mãn, nó trọn vẹn, nó trọn đầy từ lâu rồi, đâu cần phải mình tu thêm gì, mình bớt ra cái gì đâu. Tự mình phải thấy tới cái điều này. Và rồi từ đó, cái sự sống mình nó không còn bị ràng buộc tới cái gì nữa. Mình nghiệm lại cái chuyện cũ. Hồi xưa mỗi lần mà nhớ lại chuyện gì đó, tim mình nó sôi sùng sục đúng không? Bây giờ nó gần như nó không phải là chết lặng, nó cũng đầy ngập cái sự sống và thương yêu, nhưng mà nó không có cái kiểu mà bó buộc, nó không có kiểu ràng buộc, nó không có kiểu chấp mắt giống như hồi xưa nữa. Và cái sự rung động này là một cái sự rung động cởi mở, ngộ không? Chứ nó không phải là rung động để mà bó chặt. Nói hết tình thương là sai, tình thương còn tràn ngập hơn hồi xưa nữa, nhưng mà không dính mắt. Khác lắm, khác lắm. Mỗi người mà hồi xưa ví dụ như là trước cái phút đó là họ mượn tiền mình, họ không trả. Họ hứa họ không trả, mình giận họ ghê lắm. Vậy mà ít bữa mượn nữa. Đang giận mà mượn, sao cho? Mà cũng gắn cho mẹ cái nó đi rồi mày trả đúng giờ cho tao rồi nha. Cho mà cầm ra cũng vậy. Nhưng mà tới một lúc mình thấy cái sự thật hiện tiền rồi, cái gì hay lắm nha. Mình thông cảm cho họ bị kẹt. Tự nhiên cái họ lên tiếng, cái mình cảm giác mình thương á, mình thấy họ bị bế tắc, họ bị kẹt, họ không tháo gỡ được, thôi cho nó tiếp. Mà bây giờ là cho trong cái thương, hồi xưa cũng thương, nhưng mà không có thấy hết cái bế tắc của người ta. Nhưng bây giờ thấy hết cái bế tắc của nó, thấy nó lúng túng, nó khổ đau trong cái chuyện này, mình nó là người cần mình cứu. Và mình tiếp tục mình cứu. Trong cái đầy ắp cái tình thương đó, chứ không phải là nó không có rung động thương yêu. Ví dụ như xưa kia là người yêu của mình. Không, ví dụ nha, coi có ai bị rớt vào trường hợp này không nha. Xưa là người yêu của mình. Mình thương họ lắm mà không bao giờ mình rời họ. Và tới một cái lúc nào đó mình đi tu, mình thấy chuyện tình yêu này là vướng mắc, cho nên mình tạm thời mình cắt nữa. Tại vì mình tu dở phải cắt, cắt đúng không? Cái bữa nhắn tin mình,
kẹt quá cho em xin tiền xài. Cái mình cũng chuyển 5 triệu, 10 triệu, ít bữa nó xin. Tới một ngày nó báo tin anh ơi, em có chữa với người khác rồi. Anh cho tiền em đi đẻ. Thì lúc đó anh sao? Giận không? Giận tím môi á, tôi bảo đảm. Nhưng mà nếu mình là cái người tu mà thật sự mình thấy là một bà mẹ mà chứng ở bụng bầu mà thiếu tiền là đi đẻ thì rất là khổ sở đúng không? Đó, phải có cái đó khởi lên cái mình cho nó tiếp. Giống như nuôi con của mình vậy đó. Quý vị phải thương được như vậy thì mới nói là mình tiến bộ. Còn không được vậy là cả như mình vô hóc mình ngồi đi. Đừng nói mình tu, nó dốc. Đó là thật sự đó. Chúng ta phải thấy được tất cả những cái bề trái của cái cuộc đời này mà tới một cái lúc mà nó thực sự nó lật lọng mà mình tỉnh không. Bây giờ nó thương yêu, nó gìn giữ, nó hai người mà gìn giữ tình cảm với nhau cũng 5 năm, 10 năm, 20 năm. Tự nhiên nó báo mình có thai. Là chết chắc luôn á. Tiếm môi tiếm mặt cho tới lúc đó cái mình vẫn thương nó. Mình thấy nó rõ ràng là không biết là nó thương thiệt kia hay là bây giờ mình phải nghĩ tới một cái điều là đó, có những cái cặp mà vợ chồng mà tôi gặp, tôi nói là quý vị thấy không, có nhiều khi họ sống trong hai vị đang sống chung 5 năm nhưng mà người ta không thấy hạnh phúc. Người ta mới đi tìm người khác chứ có hạnh phúc mắc mới người ta tìm người khác chi, đúng không? Rõ ràng là anh không đem lại hạnh phúc cho chị. Thì như vậy là anh ủng hộ chị đi tìm hạnh phúc là đó là anh thương chị. Chứ còn nếu mà anh tiếp tục anh sống với chị cả đời này, chị này cũng không có hạnh phúc nữa. Và ràng buộc để làm khổ người ta làm chi? Ở đây không phải suối là đi lung tung, nhưng mà đấy là phải nhìn ra sự thật. Thì như vậy là mình phải chúc phúc người ta. Và phải nếu như là có tiền, đúng không? Thì nếu như mà cần phải lo, cần phải giúp người đó như người thân của thuở nào. Được vậy thì mới nói mình thương người ta, chứ bây giờ tự nhiên nó thương khác, nó ghét rồi. Không giúp mày nữa, ghét mày luôn, thù mày luôn, đừng nói chuyện với tao. Cúp điện thoại, chặn tin nhắn xong. Chuyện đó là dễ làm quá đối với người thế gian. Nhưng mà nếu mình là cái người mà thực sự có tu thì chuyện nó hoàn toàn khác. Và tôi nói là khi mà chúng ta bước tới cái mức sống mới á, quý vị sẽ thấy cái chuyện này nó sẽ xảy ra. Những cái người mà thiệt nó gạt mình từ đầu làng cho tới cuối xóm luôn á, thậm chí nó đem mình ra nó nướng, nó bán ở ngoài đường. Nhưng mà nghĩ tới nó, nếu mà không có mình nó không có cơm ăn. Thực sự nó mượn mình hơi hơi húm húm mình chút, nó có cơm nó ăn. Và nếu mà nó cần thì mình còn cho tiền, cho vốn cho nó làm ăn nữa. Đó thì như vậy là mình mới có thể nói là mình có thiện căn. Còn không là mình cái gì á. Rồi thì ngày xưa mình nói mình thương nhưng mà mình nói dốc. Nhớ thương người ta mà người ta không theo ý mình là mình ghét thì rõ ràng là mình không phải là thương. Cho nên là nó cuộc sống mà khi mà đã tới cái sự thay đổi, quý vị sẽ thấy tới sự thay đổi là chúng ta thay đổi ngộ lắm. Thay đổi ngộ lắm. Đương nhiên là đầu tiên là không có quá khứ, cho nên kẻ thù hay là người thương là không có rồi. Nhưng mà cái mà thấy không quá khứ, không bị lai của mình, nó tự động nó sẽ ra một cái khác. Ra một cái khác là với tràn ngập cái sự thấu hiểu. Và thấu hiểu tới đâu thì thương yêu tới đó. Cái này nó khác hoàn toàn với cái tình yêu nha. Nó là một cái tầng rất là đặc biệt ở trong đạo lý mà chúng ta phải thấy là không có cái tình nào ở thế gian có thể so sánh được. Thậm chí cha con đó. Bây giờ mà cha nuôi con tới 20 tuổi, con nói sống với cha tôi chán quá, tôi sống người kia, ông lo thân ông đi, đi. Bảo đảm cha này nó là công bố từ mày luôn. Tao chết, mày về tao bứt néo. Nó đủ thứ chuyện đó, cha con á. Nó cũng còn vậy, nó chứ đừng nói là ra là cái tình cha con có rồi lúc. Là có những cái người cha, có những cái bà mẹ mà thật sự thương con á. Thì dù cho nó hư cỡ nào, thì ông cha bà mẹ vẫn phải bảo bọc, vẫn phải thương yêu. Và tìm mọi cách để binh vực, để gìn giữ, để dạy dỗ, để làm cho con mình nó tốt hơn. Thì đó không phải là không có, nó cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà có một số người á, tôi thấy rõ ràng là đứa con nó chỉ cần nghịch ý một cái là từ mày hẳn luôn á. Và đó là chuyện của thế gian. Nhưng mà trong Phật Pháp chuyện này không có. Khi mà tới cái mức mà chúng ta thấy được cái sự thật á, thì mọi chuyện gần như nó thay đổi. Và nếu mà chúng ta không thay đổi thì là sao? Là chúng ta không thấy sự thật. Chuyện nó rất là đơn giản để trả lời cho mình là thấy đạo hay là chưa thấy đạo thôi à. Nó này nó không có còn nói tới cái chuyện gọi là cái gì, hận thù thì dứt khoát là không có rồi, chia rẽ là dứt khoát không có rồi, chỉ thuần là cái chuyện thương yêu và lợi ích thôi.
Tới một cái lúc nào đó mà mình mở mắt ra là bao nhiêu chuyện phải làm cho người này, cho người kia, cho người nọ mà mình không còn có cái nghĩ gì riêng tư nữa, thì biết rằng là có tiến bộ rồi. À, lúc đó là nên xuống chuyện đầu tiên là lễ tạ Phật, đi Phật đã cho dẫn dắt mình đi tới cái chỗ này, để cho tâm mình bây giờ chỉ còn chứa đựng cái niềm thương yêu chứ không còn cái gì khác. Và như vậy thì cuộc sống nó sẽ rất là vui. Và như vậy là chúng ta đã kết nối được năng lượng từ bi và trí tuệ của các vị rồi đó. Cho nên thấy cái câu mà gọi là làm an vui cho tam giới, mình nghe nó thường. Hồi mới đọc nãy tôi nghe nó cũng thường, nhưng mà nghĩ lại cả một vấn đề lớn. Cho nên tất cả chúng ta đều nên hướng tâm đến cái tâm từ. Làm sao để mình kết nối được cái từ tâm và trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát, để mình có được một cuộc sống an vui thực sự. Và mình là cái người tiếp nối với bàn tay của Phật Bồ Tát để mình đem tình cảm thương yêu của mình đến cuộc sống nữa, thì đó là điều tuyệt vời. Và ngoài cái việc mà khiến an vui còn khiến thành quả vô thượng nữa. Thì cái này quá cao thủ rồi đúng không? Bồ Tát luôn luôn là như vậy, muốn tất cả chúng sanh đều được thành Phật, chứ không muốn tất cả chúng sanh làm cái gì nữa. Nhưng mà có điều là chúng ta không có đủ cái duyên để tiếp nhận, không có đủ cái duyên để kết nối, cho nên mình vẫn lẩn quẩn trong cái tâm mờ tối của mình. Bồ Tát khắp nguyện bình đẳng, tùy chỗ chứa nhóm nghiệp thanh tịnh, đều đem hồi hướng thí chúng sanh, thệ nguyện rộng lớn, trọn không bỏ. Chúng ta nghe cái từ mà tùy chỗ chứa nhóm mà nghiệp thanh tịnh, hay không? Đi đâu, gặp cái gì, ở hoàn cảnh nào, ở cõi nào, đối với Bồ Tát là gọi là tất cả các cõi, tất cả các loài, thì gọi là tùy chỗ. Tùy chỗ là nơi nơi chốn chốn mà Bồ Tát chứa nhóm gì, nghiệp thanh tịnh. Thì vậy là thuận nghịch gì Bồ Tát chứa nhóm nghiệp thanh tịnh? Đến với Bồ Tát như nãy mà nói là dù có cái ý hãm hại đi nữa, nhưng Bồ Tát cũng vẫn chứa nhóm nghiệp thanh tịnh. Đọc như vậy đó. Thì vậy là thương người ta là nghiệp thanh tịnh xảy ra, thông cảm với cái điều sai trái của người ta là nghiệp thanh tịnh xảy ra, đúng không? Rồi còn thương nó và còn tìm cách giúp nó nữa thì nghiệp thanh tịnh mới xảy ra. Thế còn bây giờ mà ngoài cái việc mà không chống đối là đủ, chưa đủ. Cho nên mình thấy là cái giai đoạn tu của mình á, mình so sánh mình biết liền à. Mình có nghiệm là mình biết mình có tiến bộ hay không. Chứ còn người nói tu lâu nay mình không biết mình tu gì. Nhưng mà giờ chuyện xảy ra với một cái người bạn của mình thôi, hồi mà hai đứa chơi thân nhau cái gì cũng được hết đó, đúng không? Thậm chí sắm một đồ mới muốn đem cho nữa, muốn có đồng hồ đẹp cho mày luôn, có cái gì quý thì cho hết, thiếu điều về muốn lấy tiền của ba má cho luôn. Nó nói vậy đó. Rồi thương là nó khùng lên nó vậy đó, cái gì nó cũng cho hết trơn á. Tới rồi có cái gì cái bắt đầu mình nghi ngờ, nghe có muốn biết nữa, nghe đồn đồn gì nó bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ là bắt đầu không có cho, bớt bớt cho lại chút. Bắt đầu mới rình rập, mới theo dõi, đúng không? Đó là bắt đầu mới ganh tị rồi, mới ghen ghét đó, rồi bắt đầu nó dậy ra, có bắt đầu thù hận. Thì vậy là hồi mình cho nó là hồi đó để làm cái gì ạ? Cho thương hay là cho để dụ mua chuộc nó? Nếu mà mình cho để mình mục đích là nó phải nghe lời mình, mục đích là nó phải làm đúng theo những điều mình muốn, đúng không? Và nếu mà tiếp tục nghe lời, nếu làm đúng theo điều mình muốn thì cho mình tiếp, còn mà mình làm ngược lại là không cho, thì rõ ràng là mình dùng tiền của mình mua chuộc. Chứ yêu thương cái gì đây? Thế như khi mình nghiệm là chuyện cuộc sống là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình tu khác à, nó không thích chơi mình nữa thì để cho nó không gian trống trải, để nó chơi với thiên nhiên vũ trụ hay nó chơi với ai thì kệ nó. Nó bạn bè là phải vậy chứ, phải dành cho họ một cái không trời để họ sống. Ở đâu vậy? Sáng giờ sao không gặp tôi? Nói kiểu đó, nó mệt lắm. Rồi làm ơn làm phước đi, tha cho con người ta dùng cái đi. Tôi nói cái bạn bè thân đó mà đi mà nó nhắn tin nó hỏi mẹ ở đâu rồi. Là cái kiểu đó nó không có được. Nó không phải là bạn bè mà cái thứ mà gọi là tù ngục với nhau. Chứ bạn bè là nó nói là tao đi chơi nó tuần lễ về nha, là đúng tuần này là không cần phải hỏi một câu mẹ ở đâu. Không phải là không quan tâm, nhưng mà là một cái sự tôn trọng, cho người ta có một cái chân trời riêng, cho người ta có khung trời để người ta sống. Chứ bạn bè tối ngày, ở đâu mày, trưa rồi, mày dẫn cơm chưa, ở đâu rồi, làm gì đó.
ta đang chơi vui cứ phải trả lời tin nhắn điện thoại là tao đang ở đây, ở đâu cho tao biết nha, cho tao đừng có lo. Xin lỗi, lo đâu mà lo. Nói dốt quá chứ không phải lo. Ràng buộc người ta cho lo cái gì, không có chuyện đó. Cho nên không có chuyện mà mình không phải là không quan tâm, nhưng mà phải nói là rất là lịch sự và tôn trọng người khác. Khi mà họ nói là, ví dụ như họ đang chơi thân với mình mà họ nói là tao đi công chuyện tuần đó, hoặc là tháng á, thì tuần tháng cỡ mày đi đi, chứ gần nào mày về, không có nữa một nữa cái câu hỏi là mày đi đâu rồi, không có. Có hỏi thì đó lịch sự quan tâm, như là công việc tốt không, ha, thành công không, hay là cái gì đó, thì đó là một cái mà là tôn trọng nhau. Chứ đừng có hỏi mày đi đâu, chừng nào về tao nhớ mày quá rồi, nó giả bộ vậy thôi chứ muốn buộc người ta. Nhưng mà đó là những cách để chúng ta sẽ nhìn. Cho nên sau này mà chúng ta sống mà chúng ta tôn trọng người khác là không có cái chuyện hỏi đi đâu, hỏi làm cái gì, họ làm cái gì thì cái chuyện của họ, họ thích thì họ làm. Chứ đừng nói mà mày thích tao không thích, tao không chơi mày nữa. Cái kiểu đó là cái kiểu không phải là bạn, đúng không? Và nó không tôn trọng với nhau. Rồi tới cái chuyện mà ví dụ như bây giờ nếu mà mình có thay đổi, hồi xưa thì mình vắng ngày mình nhớ, hai ngày mình nhớ, thì nhớ thì đương nhiên là không phải không nhớ, nhưng mà không có cái chuyện ràng buộc. Từ từ mình sẽ thoát ra cái chuyện ràng buộc nhau. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Mình sẽ thấy nó thoát hơn nhiều lắm. Nếu nó lỡ có sai phạm với mình thì mình phải bình tĩnh, thật sự là bình tĩnh, để mình nhìn coi cái hoàn cảnh gì mà nó phải sai phạm này. Nó tự nó muốn hay là vì hoàn cảnh bắt buộc. Nhiều khi nó không có thể nào không làm như vậy được. Có những cái hoàn cảnh không có thoát ra được. Và nếu mình bạn mình mà không thông cảm tới cái sai trái của bạn thì nói gì là bạn nữa, đúng không? Nhiều khi nó có những cái hoàn cảnh nó nói không được. Và thậm chí không bao giờ hỏi là tại sao mày phải làm như vậy. Đừng bao giờ hỏi câu đó trong cuộc đời này. Tại sao anh phải sai như vậy? Tại sao mình phải lầm lạc như vậy? Thì có gì? Tại sao không nói tôi phải làm như vậy? Thì đó là một sự trách móc sai trái của mình, chứ đừng có nói là người ta. Thì như vậy là nếu người ta không muốn nói thì suốt đời này mình không bao giờ hỏi nửa lời. Không có chuyện lý do gì mà mày không nói với tao. Mày không nói với tao là tao với mày nghỉ chơi. Nghỉ chứ mắc mới gì? Đúng không? Mắc mới gì phải nói. Có những cái sự thật mà mình, thứ nhất là mình chưa đủ trình độ để biết, người ta sẽ không nói. Gọi là phải thời phải lúc chứ, tùy thời tùy lúc và tùy người. Cho nên là có những cái sự thật chúng ta cũng muốn biết lắm, nhưng mà bạn mình nó không có cho mình biết là học thành bản thân. Tôi nói là không phải đâu. Nó thương mình lắm nó không nói, chứ nó nói một cái mình té ghế mình xỉu liền. Cho nên là mình không đủ trình độ để nghe câu chuyện đó. Anh không có đủ trình độ để anh biết sự thật thì người ta sẽ không bao giờ kể. Đó là người ta tôn trọng mình, chứ không phải là người ta khinh chê mình mà người ta giấu. Đừng có nói là nói ra để chia sẻ, không có chuyện đó đâu. Những cái người mà gọi là phải dùng cái từ là rất là yếu ớt đó, thì mới kể chuyện này chuyện kia chia sẻ người khác, không có tự gọi là nuốt trọng được những cái chuyện của mình, không có nuốt trôi được, cho nên là ói ra để chia sẻ. Cho những người họ mạnh dạn á, là chuyện gì họ cũng tự quá tán hết á. Và có chăng đi nữa tới với mình là họ đem niềm vui tới, chứ họ không kể chuyện buồn. Còn những người mà nó gặp chuyện mà buồn mà tuổi rồi kiếm người khác mượn bờ vai để khóc là mấy người mềm yếu. Đây là chuyện thật thôi. Cho nên mình đừng có hy vọng là cái thằng bạn nó kể hết chuyện mình, thằng nào mà ngồi mà kể cái chuyện này chuyện kia rồi khóc lóc kể lể với mình là dục nó sột sột rác đi. Không chơi nữa, cái đồ không có đủ bản lãnh. Đúng không? Đây là sự thật á. Mà có nhiều cái tình bạn mình nhìn còn không ra. Cho nên là cuộc sống nó có nhiều cái phức tạp. Nên nó khóc khóc lóc coi mình, nó là thấy là mình có thể chiều chuộng nó sau cái lần khóc nó mượn mình tiền mua chiếc xe Honda đi chơi. Tại vì mình thương nó, mình chiều nó, cho nên mình là cho nó hết buồn, mình vay tiền mình cho nó chiếc xe Honda. Cái bữa sau nó mượn nó khóc một trận nữa, cái nó xin cái đồng hồ. Khóc một trận nữa nó xin cái gì đó, cứ chiều nó riết rồi ngồi cái mình thiếu nợ cái nó xách xe nó chạy nhông nhông trước mặt mình, nó không gặp mình luôn. Cái là bắt đầu mình nói mày phản tao, hồi mày như vậy tao giúp mày bây giờ như vậy. Tại mình đó. Cho nên là nếu chúng ta tu thì tự động cái chuyện này á, quý vị thấy hay cái là bạn mình có sai trái, người chung quanh mình sai lầm, mình không cần phải đi hỏi đâu. Nếu mình người có trí tuệ thì mình sẽ nhìn ra là bản chất của người bạn mình, bản chất của người bạn này tốt hay là xấu mà họ phải phạm sai lầm này, đúng không? Mình phải nhìn ra đi. Nếu họ thực sự là người tốt thì chắc chắn là có một cái gì đó rút mắt mà nó không có tháo gỡ được, cho nên nó mới phạm sai lầm.
Thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách để tháo gỡ cái rút mắt giùm nó một cách rất là âm thầm, không có cần phải kêu nó ra hỏi đâu. Còn không thì cái sâu nơi lòng mình, thì ngoài cái việc mà hiểu bạn mình ra, còn cái sự thương yêu, còn cái sự tha thứ nữa. Và mình sẽ làm sao cho họ vượt qua cái khó để họ có một cái đời sống tốt hơn. Thì nếu mình làm được như vậy thì rõ ràng mình là cái người tốt. Đối với xã hội thì mình là người tốt, nhưng mà đối với đạo lý là mình không có bị cái khung sáo để ràng buộc với nhau. Chưa nói tới cái chuyện lớn hơn là mình sẽ dẫn dắt họ, sẽ lo lắng, sẽ đùm bọc, sẽ chở che, sẽ dìu dẫn họ, sẽ nâng tầm họ lên một cái tầng cao nữa nếu mình là cái người hiểu biết đạo lý cao. Còn không thì đừng có động để yên cho người ta. Nếu mà không đủ tầm thì nên để đó mà nhìn ngắm bằng tất cả những cái sự thông cảm, thương yêu của mình. Nếu cần giúp thì mình sẽ giúp, nếu mình không biết cái gì thì cứ ngồi yên. Rồi nếu mà mình thấy có cái khả năng để giúp thì mình sẵn sàng để giúp khi mà họ cần. Còn không thì thôi đừng có đụng tới. Chứ còn như người tu phức tạp, người tu còn phức tạp, tức là nếu mà không có đúng với mình đó, là không có phù hợp với mình đó, không có đạt được cái chuẩn mà mình muốn, mình mong muốn người đó như vậy, bây giờ người đó nó không phải như vậy, cái tự nhiên cái mình bất mãn, mình chán, rồi mình buồn, rồi nữa nơi kia. Nó là cái gì? Tự mình khuấy mình. Cho nên tôi nói là tìm mọi cách để mình có thể gạn lọc được những cái điều này ra khỏi cái tâm á, thì mình mới hy vọng là mình sống thanh thản. Chuyện cuộc đời thì rất là phức tạp, trong tất cả những cái giao tế trong cuộc sống là tôi nói rất là phức tạp. Mà nếu như mình mà đơn giản tâm hồn mình á, thì cuộc đời tự động đơn giản lại à, ngộ lắm nha. Còn mình mà càng phức tạp chừng nào á, thì cuộc đời nó càng rắc rối thêm đó. Cho nên có cái câu tâm bình thế giới mình là thật sự đúng chứ không có sai đâu. Bạn mình nó lỡ sai trái với mình, hoặc là người chung quanh với mình lỡ sai trái của mình đó, nhiều khi họ, mình tự dưng mình gặp mọi khi gặp mắt nó rất là tươi, cười với mình rất là tươi, tự nhiên nay nó gặp mình cái nó hơi sượng chút, nó cười nó không có ngọt, mình biết có chuyện rồi. Mình phải khéo léo, mình làm cho họ sống lại. Chứ có nhiều người, không có cái người nào mà làm sai họ không có sự thổn thức đâu. Trừ trường hợp mấy con bốn chân, mấy con bốn chân nhiều khi làm sai nó còn thổn thức, đừng nói lừa người. Cho nên chúng ta phải biết cách để mà hóa giải được cái sai trái của họ, để mình để gọi là khôi phục cái năng lượng sống tốt cho cái người chung quanh mà mình đang sống á. Thì không có gì ngoài cái tình cảm, thương yêu và sự tha thứ, thông cảm hết đó. Nếu chúng ta thực sự sống được cái sự tha thứ, thông cảm rồi, chúng ta thấy rằng những người mà sống chung quanh mình tự động họ có một cái gì tươi mát họ không nhận ra. Và họ sẽ có được một cái nhìn về cuộc sống. Chứ còn bây giờ tôi nói thiệt, cái cuộc sống nó sẽ làm cho nhiều người gọi là mất lòng tin đó, mất lòng tin. Họ sai mà họ tiếp tục được một cái sự giúp đỡ, và không phải một lần mà còn nhiều lần nữa, thì họ sẽ có lòng tin với cuộc sống. Trong cuộc đời có nhiều khi họ bị vấp ngã và họ không dựng dậy được. Nhưng họ cần một cái sự giúp đỡ nào ghê gớm lắm, mà nếu bạn bè mà không giúp nhau được thì làm cái gì, đúng không? Mà giúp một lần hai lần, giúp bằng tất cả khả năng của mình, giúp bằng hết tất cả những cái chân tình. Nếu mà nói là bạn bè thì tự động họ cũng nhìn ra được, họ cũng có cái hy vọng là cuộc sống ai sai trái này nọ nơi kia, nhưng vẫn còn có ánh sáng phía trước để mình đi. Chứ nhiều người họ bị sai lầm là càng bị vùi dập. Ít có khi nào mà họ có được nhận được cái gì để mà gọi là đánh thức, để mà nâng tầm. Đó là một cái chuyện rồi chúng ta thấy rõ. Còn ở đây chúng ta thấy cái Bồ Tát tới cõi này thì thứ nhất là gì? Làm cho mình an, thứ hai làm cho mình vui, thứ ba là nâng tầm trí tuệ, nâng tầm phước báo của mình. Và không phải một cõi mà khắp tất cả các cõi luôn. Và rồi á, đụng chuyện thuận nghịch gì thì Bồ Tát cũng sao? Quân thành cái nghiệp thiện và thanh tịnh. Cho nên thuận nghịch gì thì cũng không thoát khỏi cái tình thương của Bồ Tát. Ở mình thấy cái điều đó hay á. Đến Bồ Tát nghịch cũng thương, thuận cũng thương, mà không phải thương một cách bình thường, mà bằng hành động sống, bằng cái việc làm để cứu thoát mình, mới là cái chuyện độc đáo của Bồ Tát. Chứ còn đến thế gian này nhiều khi không giận mình là phước lắm rồi. Không có chuyện đó, không có dừng ngang đó được. Ví dụ như mình là người lớn đúng không? Con nít nó phạm sai lầm, bỏ qua cho nó, vậy là phước nó lắm rồi. Cái gì? Không đánh mày là phước mày rồi. Nhưng mà thực sự là do đâu mà mình không đánh, mình thương nó, mình
còn phải ngồi xuống nhỏ nhẹ để có thể dẫn dắt nó, thì đó mới là cái hành động tốt. Chứ còn tha thứ mà còn tao lần này rửa thôi mày, lần thứ hai là tao không có tha mày đó hay gì, nó không phải người lớn, không phải tư cách của người lớn. Đây là một cái sự thật mà phải có một hành động thực sự tha thứ rồi, thông cảm rồi, kèm theo sự thương yêu, và phải có thêm cái hành động để lợi ích nữa. Thì con đường của đạo Phật, các vị thánh hiền luôn luôn làm như vậy. Nói Phật mà giận chúng sanh là không có rồi, Bồ Tát mà giận ai là không có rồi, đúng không? Mà thù hằn cũng không có nữa, các vị thánh là không bao giờ có cái này. Tức là những cái đó là những cái cù cặn nghiệp tập không bao giờ còn tồn tại thì các vị mới chứng thánh. Thì mình phải tập sống làm sao để mình kết nối được những cái điều này. Thì tâm của mình mà ngày nào mà mình hết phiền hận, mà hết hơn thua, hết chống đối, hết ghen tị, là tự động mình an vui, hạnh phúc. Và điều này là điều mà chúng ta rất là cần. Cho nên là đối Bồ Tát thì ngoài cái việc mà gặp tất cả những chuyện thiện thuận nghịch đều biến thành nghiệp lành, thì đây là một cái điều mà phải nói là chúng ta phải tu nhiều ngàn kiếp á, mới có thể tới đây. Nhưng ít ra thì mình cũng có thể tập sống mình tha thứ một hai lần đi, mình thông cảm, mình bỏ qua một vài lần với những cái chuyện mà trước đây mình làm không được. Nhưng bây giờ mình tu không lẽ mình bỏ không được, mình bỏ không được thì đừng có tu nữa. Mà nói con ngon vậy đó, bây giờ giận đang nỉ hai ba ngày mà không chịu bỏ qua thì đừng có tu nữa ông ơi. Tu chi mà giận ta giận hoài, có những người giận tới mấy chục năm luôn. Không biết tu cái gì. Nhìn lại rõ ràng cái chuyện không có lớn, chuyện không lớn thì thôi đi, chuyện qua rồi mà còn chấp mắt, rõ ràng là mình không phải là người tu. Người tu là lúc nào là cũng xấu, giống như Đức Phật nói là tăng giận bất cách túc. Một đêm mới là đã quá dài mà Đức Phật quá từ bi rồi, chứ còn đúng ra là chúng ta phải sao, phải quá tháng liền. Không phải hết giận đâu, hết giận không thì chưa đủ đối với chúng tôi. Đó, giống như Phật Bồ Tát ở đây nè, đó đâu có phải đơn giản đâu, tùy chỗ mà chứa nhóm nghiệp lành. Một câu nói với đầy cái kinh nghiệm sống thứ tha và thương yêu chúng sanh, phải nói như vậy đó mới nói được cái câu này. Cái câu này là cái câu mà chúng ta cũng nên gọi là cái gì, in thành cái bản vàng á, treo ở cửa ơi. Tùy chỗ chứa nhóm nghiệp thanh tịnh. Hiểu ra câu này quý vị mới thấy là đúng là chỉ có những cái vị Phật và Bồ Tát mới đủ sức nói câu này, chứ người phàm nói không nổi. Tùy chỗ chứa nhóm nghiệp thanh tịnh, tùy chỗ thì có nghĩa là thuận nghịch tốt xấu, thì là đúng sai hay dở cao thấp, rồi gì đó cũng là sao, chứa nhóm được cái nghiệp thanh tịnh. Tức là gặp chuyện gì các vị cũng huân thành nghiệp thanh tịnh, chứ không bao giờ mà bị động bởi cái duyên cảnh bên ngoài về cái chuyện thuận nghịch, mà ở cái chỗ thanh tịnh, ở cái chỗ thiện đó để có thể lợi ích nữa thì quá tuyệt vời. Một cái câu nói mà không thể có trong thế gian, chỉ có những cái vị thánh mới có đủ sức nói những cái câu này. Và được như vậy rồi thì sao? Đem hồi hướng hết cho chúng sanh nữa mới hay. Chứ không phải là chứa nhóm nghiệp thanh tịnh cho mình. Cho bao nhiêu nghiệp thanh tịnh, bao nhiêu sự lành, bao nhiêu điều thiện đều hồi hướng hết cho chúng sanh. Và không bỏ sót một cái nghiệp nào mà không cho chúng sanh. Đó mới là cái điều rất là đặc biệt. Nguyện lực Bồ Tát thì vô hạn ngại, nhiếp thọ tất cả thế gian hồi hướng như vậy, khắp quần sanh chưa hề tạm sanh lòng phân biệt. Ở đây nói tới cái gì? Cái bình đẳng tuyệt đối rồi. Mà bất kỳ cái vị chứng thánh nào đều phải có cái tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Nếu không bình đẳng thì đó không phải là vị thánh. Chúng ta phải thấy điều này. Cái duyên thân cận gần gũi để có thể chuyển hóa người này, mà chúng ta nhìn thấy nhiều khi là cái kiểu mà thân thiết là thân người này mà không thân người kia, đó là cái thấy lầm của mình. Tại vì mình nhìn trong cái duyên của cuộc sống á, mình phải hiểu hết tất cả những nhân duyên nhân quả thì mới thấy là tại sao mà đó. Giống như Đức Phật hồi xưa xuất hiện Ấn Độ không có xuất hiện Việt Nam ấy. Đức Phật thương dân Ấn Độ hơn thương dân Việt Nam. Nó đổi thừa vậy, cái dân nó ngu, thấy là thân cận đứa này, cái bắt đầu thấy là người này được thân cận thì người kia không được thân cận, có nghĩa là thương người này hơn thương người kia. Đó là cái nhìn của phàm phu. Phật là sao? Qua Myanmar hoặc là tới Mỹ đi rồi thành Phật, tự nhiên thành Phật Ấn Độ, để Phật thương Ấn Độ rồi không thương mấy người kia. Đúng không? Cho nên cái cư xử của một cái vị Bồ Tát, cư xử một bậc thánh mà nếu như thấy có một sự sai khác giữa hai người trong tình cảm thì người này không phải là người giác ngộ. Chúng ta phải khẳng định nhau điều này.
Nhưng mà tùy cái duyên thân cận gần gũi để được dạy dỗ cái điều gì là tùy căn nghiệp của chúng sanh mà các vị đó sẽ có một cái sự ứng xử như tương ưng với căn nghiệp của người đó. Chứ không phải là gần người này mà không thương người kia là chúng ta đã nhìn lầm rồi. Phật Bồ Tát tuyệt đối không bao giờ có chuyện này, và những cái bậc giác ngộ cũng không bao giờ có chuyện này. Chúng ta nên hiểu như vậy. Thế là nhiều khi là phải quan sát cái người nào trong lúc nào được gặp, trong cái tình huống nào để nối câu nào, thì Phật Bồ Tát luôn luôn có một cái tâm để hướng về để quan sát điều đó. Cho nên đó là nhiều khi mình nói cái chuyện mà đi khất thực có nhiều lần rồi đó, thấy rõ ràng là Đức Phật hiện thân ở đó, nhưng mà là phải gặp trời Đế Thích. Tại vì đúng cái giờ đó là cái duyên mà phải được bỏ bát cúng dường làm trời Đế Thích. Mặc dầu lại dưới này thấy Đức Phật đang đi, nhưng mà gần như bị che mắt hết. Ai cũng thấy bỏ vô cái bát của Đức Phật hết, nhưng mà cái bà thứ nhất mà thấy bỏ, bà thứ hai cũng thấy bỏ, bà thứ ba cũng thấy bỏ, nhưng mà cái duyên của bà thứ ba là bỏ vô trước. Thì như vậy là Đức Phật chưa đi tới cái bà đó theo thứ tự khất thực, nhưng mà Đức Phật đã xuất hiện bỏ vô trước cái bà đại người. Quay lại thầy thấy Đức Phật còn đi đằng này nè. Đức Phật chính xác về nhân quả, không bao giờ sai trái một mãi tơ nữa. Thì vậy là trong lúc mà hiện tướng là Đức Phật gần người này, nhưng mà rõ ràng cái duyên là Đức Phật đang gặp người kia ra kia cả, là mình tuyệt đối không bao giờ biết được. Chúng ta không có đủ trí này. Cho nên nó nhiều khi là chúng ta có thể hiểu lầm các vị giác ngộ, nhưng mà không có. Các vị giác ngộ là tuyệt đối với tất cả chúng sanh muôn loài, không có hề có nửa cái tâm gọi là so sánh và phân biệt. So sánh và phân biệt chúng ta đừng có tin đó là một cái người giác ngộ. Đã giác ngộ rồi thì cái chuyện đó không bao giờ có. Nguyện cho chúng sanh trí sáng suốt, bố thí trì giới đều thanh tịnh, tinh tấn tu hành chẳng bỏ trễ, nguyện lớn như vậy thôi không dứt. Bây giờ ngoài cái chuyện thực tế tới độ rồi, thấy chưa? Thân cận cái độ rồi, chúng sanh nhiều quá, cõi khác thì ngồi đây để nguyện chứ làm sao tới được. Nó tới hiện thân chứng là người rồi, thân cận gần gũi là người rồi, nhưng mà loài trời hay là các loài Atula hay các loài thấp hơn nữa, thì Bồ Tát phải hướng tâm về đó để nguyện chú nguyện cho họ. Chỉ giờ việc làm mà mình hướng tâm về có ai thấy không? Đâu có thấy đâu. Đức Phật mà hiện ở cái Ấn Độ, nhưng mà Đức Phật có hướng tâm về tới cái đất nước mình không? Có, đừng có giận chơi. Tức là không phải ở trong đất nước, trong cái thế giới này, mà khắp cả tam giới đều được Đức Phật hướng tâm. Nhưng mà cái duyên lúc đó là Đức Phật làm người và thọ sanh ở Ấn Độ. Chúng ta phải thấy điều này. Và bây giờ Đức Phật không còn hiện thân ở trong cái cõi người của mình, thì mình nói là Đức Phật không còn thương mình nữa, đúng không? Thì mình sai, tại vì cái tâm từ đã rải khắp cái tam giới này rồi, chúng sanh nào cũng được thừa hưởng cái sự nghiệp tâm từ của Đức Phật hết đó. Chúng ta phải nói một con ngon như vậy. Cho nên là chúng ta không thấy Đức Phật hiện tướng thôi, nhưng mà năng lực của những cái bậc tu chứng sẽ tác động đến tất cả mọi thứ trong không gian vũ trụ này, chuyển hóa được tất cả mọi thứ. Tại vì mình còn hình tướng, mình thấy có hình tướng. Ví dụ như bây giờ có hình tướng, có âm thanh hiện trước mặt mình, nói cái mình nghe, mình hiểu, mình làm. Còn mấy vị không có hình tướng, không có nói, mình lấy gì mình nghe, lấy gì mình hiểu, lấy gì mình làm. Hiểu kiểu thế tục đó thì thôi, mình phàm phu suốt kiếp. Không có chuyện đó đâu. Cái sự tác động của chư Phật, chư Bồ Tát chúng ta không bao giờ tưởng nổi đâu. Trong lịch sử thì chưa thấy người nào mà ngủ thức dậy ngộ đạo, đúng không? Có một số người ngủ thức dậy ngộ đạo, nhưng mà những cái bài kệ đó thì thôi tôi cũng tiện nó ra nó mít lòng. Hồi xưa thì tôi chấp thực tế rồi đập bế cái đầu để ngộ ngay tại chỗ, còn không ngộ ngủ thức dậy mà ngộ gì đó, đó mình mê mê mình nói vậy. Nhưng bây giờ sau này mình thấy khác lắm. Cái lúc mà chúng ta ngủ là cái tâm thức chúng ta nó lắng động, tự động nó lắng động, nó rất sâu vô tiềm thức. Và lúc đó là lúc mà cái chúng ta thanh tịnh rộng ràng nhất. Nếu như mà cái hồi trước khi ngủ mình đang hướng về Phật, hướng về Bồ Tát, đang rất là ngon lành, hướng về mình đừng có nghĩ gì lung tung, trước khi mình ngủ mình thả lỏng hết mọi thứ, thì coi chừng cái lúc mình lắng động là tự nhiên mình kết nối được với cái từ lực, với cái năng lực thanh tịnh, trí tuệ giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát. Cái mình thức dậy trong cái năng lực thanh tịnh giác ngộ đó, cái mình chuyển hóa. Thậm chí có sự khải ngộ ở trong lúc mà chúng ta đi sâu vào tiềm thức. Nếu chúng ta là cái người thật tu mà gọi là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà đi sâu vào công phu mà bị bế tắc á,
Thì quý vị sẽ thấy được một sự khai ngộ. Một là trong lúc thiền định mở tâm, hai là lúc chúng ta ngủ mở tâm, ba là có khi dấp té mở tâm thì đó là từng chuyện thôi. Nhưng mà theo tôi, những cái lúc mà chúng ta ngủ, mà trước cái phút chúng ta ngủ mà cái tâm chúng ta đang hướng về những cái điều tuyệt đối thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát này, tức có nghĩa là chúng ta mở tâm, chúng ta hướng về đó cho mọi thứ nó lắng động, thì bây giờ sẽ thấy sự câu thông kết nối rất lạ thường. Ngủ giấc thấy mình khác, ngủ giấc thấy mình khác. Mỗi lần thiền định thấy khác là chuyện nó bình thường, đúng không? Ngủ sẽ là một cái sự chuyển hóa. Trước khi ngủ, sau này tôi sẽ nói một cái vài trước khi ngủ và trước khi chết, nó sẽ được thăng tiến rất là nhiều cấp bậc, chứ không phải là một cấp bậc đâu. Cho nên là gần như chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng được Phật và Bồ Tát khai ngộ mình đó. Lúc nào chúng ta cũng để tâm đó, để chúng ta đón nhận tất cả những cái gì mà Phật Bồ Tát đang đổ xuống cho mình. Nếu một ngày nào đó mình tâm mình mở thực sự trọn lành để mình đón nhận tất cả những cái gì của Phật Bồ Tát, thì đó là một cái điều phúc cho chúng ta. Rồi sáng hôm nay chúng ta học tới đây, chúng ta nghỉ ha. Thì chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Thầy.